minh ngọc xin bến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến người ta thường nói trai thương vợ mọn gái nhớ tình xưa nhưng các cô vợ đa nghi lại thường vô cùng lo lắng trước người yêu cũ của chồng mảnh tình xưa sâu đậm của các đức ông chồng trong mắt các cô vợ nhiều tâm tư đôi khi có thể khuấy đảo cả cuộc sống yên bình vốn có Câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc là tâm sự của một cô nàng như vậy Các đức ông chồng nghe câu chuyện này xin chớ có mỉm cười Bởi yêu vợ bao nhiêu cũng là chưa đủ phải không quý vị và các bạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sóng biển nhẹ nhàng, gió thu dịu dàng cùng ánh nắng rực rỡ tất cả những đang trở nên đầm thắm hơn để nhường sự chú ý và chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc đang trên lễ đường cô dâu xinh đẹp tay cầm bó hoa cưới tay kia khoác tay cha mình đang nở một nụ cười thật tươi tiến về phía chú rể tiếng reo hò vỗ tay làm náo nhiệt cả một khoảng hội trường bên bờ biển nha trang đẹp tuyệt hảo sau khi đọc xong tuyên thệ hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thật là một khung cảnh đẹp đến động lòng người đó là linh và đức sau hai năm bên nhau họ đã chính thức về chung một nhà ai nói trong chuyện tình cảm nếu con gái là người chủ động trước thì sẽ không được trân trọng mối tình giữa linh và đức khiến ai cũng phải ngưỡng mộ vì quá ngọt ngào cuối cùng họ cũng đi đến hôn nhân viên mãn và người chủ động trong mối quan hệ này trước là linh linh và đức đều là con của những gia đình phải nói là rất giàu có. Bố mẹ hai bên đều là những doanh nhân có máu mặt trên thương trường. Hai người học cùng nhau hồi cấp 3 tại một trường quốc tế có tiếng ở Việt Nam. Thực ra, ngay từ lần đầu thấy Đức, Linh đã bị cảm nắng bởi vẻ ngoài đẹp trai siêu thực của anh. Đức cao hơn cô cả một cái đầu, sự chênh lệch chiều cao này nhìn rất đáng yêu. Anh tuy là con trai mà nước da trắng hồng, lông mi đen và dài cùng chiếc mũi cao làm bất kỳ cô gái nào mới nhìn qua cũng điêu đứng vì vẻ đẹp như bạn trai quốc dân của Đức. Nếu thế thì đâu đủ để Linh chết mê chết mệt được. Đức luôn dẫn đầu trong bảng thành tích học tập của khối, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và có rất nhiều thành tích nổi bật. Hồi đó, Đức còn là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường cứ mỗi lần ra sân bóng sân bóng mà có đức ấy là mấy nữ sinh kéo nhau ầm ầm đến xem người đưa nước người tặng khăn reo hò la ó ầm ĩ cả một buổi tập hình tượng lúc đó của đức đúng như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ nổi bật như thế nhiều người yêu thích là điều bình thường linh cũng giống như các cô gái khác cô rất ngưỡng mộ anh linh luôn theo dõi những hành động nhỏ của anh nhìn anh học bài nhìn anh chơi bóng, theo dõi mọi trang mạng xã hội của anh. Thỉnh thoảng, cô sẽ mua đồ ăn sáng hoặc nước uống rồi để vào ngăn bàn của Đức. Không quên đính kèm tờ giấy nót. Linh xinh đẹp, muốn Đức ăn thật nhiều. Lần nào cô cũng để ý, thấy Đức cầm tờ nót lên, đọc rồi mỉm cười. Nhưng không bao giờ thấy anh ăn đồ cô mua. Cô vẫn lạc quan nghĩ là do anh ngại nên sẽ để lúc không ai biết mới ăn hàng ngày đi học. Để nổi bật hơn những cô nàng theo đuổi Đức, Linh đều dậy từ rất sớm để trang điểm nhẹ nhàng như kẹo ngọt, tóc tai ăn mặc. Lúc nào cũng chỉn chu gọn gàng, rồi đến lớp thật sớm, đứng nấp ở một bên đợi Đức đến lớp, rồi chạy lại từ phía đối diện, tỏ vẻ trùng hợp gặp nhau. Hồi đó, Linh quậy lắm, cô thẳng thắn từ chối các bạn nam tán tỉnh, nhưng lại công khai theo đuổi Đức tiếc là anh vẫn chẳng chịu thích lại cô lúc nào hỏi thì nói cô bắt chuyện thì trả lời lạnh lùng như một tảng băng trôi hôm đó là ngày lễ tình nhân valentine với một người độc thân như linh thì cô chẳng có kế hoạch gì trong hôm nay cả chợt trong đầu cô nảy số ra một ý tưởng thật táo bạo cô sẽ tỏ tình đức theo đuổi đã bao lâu mà người ta chẳng để ý chỉ còn một cách là đánh trực diện đến bao giờ đổ thì thôi Nói là làm, Linh tự tay làm một hộp sô cô la to đùng, hì hục cả một buổi sáng, nấu đi, lại nấu lại, bày bừa cả một gian bếp, cuối cùng cũng xong. Háo hức viết thiệp rồi đóng hộp thật xinh xắn, bản thân cô cũng trang điểm làm tóc điệu đà hơn bình thường. Tay cầm hộp sô cô la tung tăng đến trường, đến lớp thì đã thấy Đức đang ngồi học, chẳng ngại ngần gì bởi mọi người cũng đã quá quen với việc Linh hay tiếp cận Đức. Cô chạy lại, đưa hộp sô-cô-la, chuẩn bị vụng về ra trước mặt Đức, nói, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhá. Cả lớp đang ồn ào, bỗng im bặt trước câu nói của Linh. Mấy bạn nữ há hốc mồm sừng sốt, cả bên ngoài đã bắt đầu tụ tập trước lớp Linh để hóng màn tỏ tình thú vị này. Mọi sự chú ý đổ dồn vào hai con người, một ngồi, một đứng, đang chằm chằm nhìn nhau. Đức nhìn Linh, cậu im lặng một lúc, thái độ không hề bất ngờ. Có lẽ cậu đã quá quen với việc được tỏ tình thế này. Dù nhìn Linh cũng có chút đáng yêu, ánh mắt đang mong chờ vẻ rất chân thành. Đức cũng rất ấn tượng với Linh vì sự chủ động và nhí nhảnh của cô lúc tiếp cận anh. Nhưng rồi, một câu nói như tát thẳng vào mặt Linh, làm cả đám đông nhốn nháo. Tớ không thích. Trời, quá bá đạo, quá lạnh lùng, quá thẳng thắn đi. Linh nghe xong, như chết chân tại chỗ trời ơi ước gì có cái lỗ để mà chui xuống hay ước gì có cái quần để đội cho hết quê tất cả như đổ dồn vào linh một khoảng lặng vài giây rồi tất cả cùng cười lên trước màn tỏ tình đầy chấn động đức chẳng nói gì thêm lại cúi đầu xuống học còn linh cúi mặt chạy vội về nhà vệ sinh dòng nước mắt có chảy xuống đằng sau vẫn có tiếng xì xào bàn tán của các bạn khóc một lúc thì linh lại tự tay lau nước mắt nghĩ chẳng có gì phải buồn chỉ là quê chút thôi không sao ngọc linh này là ai chứ thua keo này ta bày keo khác rồi cô vừa chảy nước mắt vừa cười một mình trước hương nhìn đến là đáng thương cũng thật buồn cười tuổi thanh xuân vẫn luôn hồn nhiên như thế sau lúc đó linh cũng cúp học luôn chưa đủ can đảm để quay trở lại lớp đối mặt với đức và các bạn cô đi lang thang trong công viên đến tận tối mới về mở trang cá nhân của đức xem có gì mới không bỗng tim linh như thắt lại cô mở to mắt nhìn đi nhìn lại xem đó có đúng là tài khoản của anh không trên màn hình điện thoại là bức ảnh đức chụp cùng một bạn nữ rất xinh đẹp bạn nữ tựa đầu vào vai của đức cùng dòng valentine này chúng tớ có nhau dưới bức ảnh là hàng trăm câu bình luận tiếc nuối đại loại như thế là tôi chính thức thất tình khu hu chồng có bạn gái rồi sao hay dù tiếc nhưng mà nhìn họ thật đẹp đôi chúc hai người hạnh phúc như không thể tin vào mắt mình linh cứ nghĩ đức sẽ không yêu ai vì anh luôn đề cao việc học cô bắt đầu dòng suy nghĩ. Thì ra, cậu ta phụ với mình như thế là vì có bạn gái rồi. Cô đang luyến tiếc cho những lần định bày tỏ với Đức, nhưng lại ngần ngại. Rồi lại thôi, đến khi cô can đảm thì cô ấy lại có bạn gái, thật là chớ trêu Không phải cô tự ti về bản thân, thực ra Linh cũng là một nhân vật có tiếng trong trường. Vẻ đẹp của Linh thanh thuần như mối tình đầu mái tóc đen dài với đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng trái tim lúc linh cười như hàng ngàn tia nắng đang chiếu vào gương mặt cô để sánh vai bên đức thì chắc chắn linh cũng không hề kém cạnh bạn nữ chụp ảnh cùng anh trên facebook có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô nhưng trong lòng đã có người mình thích còn tâm trạng đâu để quan tâm tới những vệ tinh khác nữa cô không tỏ tình vì cô sợ nếu đức không thích mình nếu anh từ chối thì cô và anh có thể sẽ mất cả tình bạn, mặc dù bây giờ hai người vốn đã chỉ là bạn xã giao bình thường. Có lẽ anh còn chẳng thèm để ý đến cô. Hai dòng nước mắt bỗng chảy xuống trên gương mặt yêu kiều của Linh, mối tình đầu luôn là thứ gì đó rất đẹp, là khi trao quả trái tim cho người mình thích, là khi người ta vô tình cười với mình cũng đủ là mình hạnh phúc cả một ngày là tất cả những gì vô tư trong sáng, chân thật nhất dành cho đối phương và cũng là sự dai dứt khi không đến được với người đó. Đức giống như bạch nguyệt quang trong lòng của Linh, là người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ có được. Tự mình đa tình, tự mình buồn, Linh vừa rơi nước mắt vừa tự cười cho sự ngốc nghếch của mình. Thế nhưng làm sao nói bỏ là bỏ được, Linh vẫn luôn hướng sự chú ý đến Đức khi cô biết Đức sẽ đăng ký thi vào trường Đại học A, một trường kinh tế tốt đầu cả nước, hội tụ toàn tinh hoa của giới học bá. Cô cũng quyết tâm ôn luyện thật chăm chỉ để có thể thi vào đó, ít ra sẽ có cơ hội gặp Đức nhiều hơn. Sau những ngày chiến đấu với núi đề cương sách vở, cuối cùng cả Linh và Đức đều trúng tuyển vào Đại học A lại cùng một khoa nên rất nhiều lớp học phần hai người học cùng nhau. Tuy là trước đó Cô học cùng trường cấp 3 nhưng anh và cô rất ít khi nói chuyện. Khi lên đến đại học, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy, chỉ là thi thoảng gặp cô, anh sẽ gật đầu hoặc nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đi qua. Đức Đầu cô biết được, Linh vào trường đại học này là vì anh. Với Linh, cô chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy anh là đã đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Khoảng thời gian này, Đức vẫn yêu bạn gái kia. Linh tìm hiểu thì biết được rằng bạn ấy cũng đang học tại đại học a nhưng mà học ở khoa khác đó là mai an cô cũng là con của một doanh nhân có tiếng trong thành phố nghe nói gia đình của mai an và gia đình đức là đối tác làm ăn lâu năm đã quen nhau từ rất lâu về trước hai người họ là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé nên chuyện họ đến với nhau ai cũng đoán được từ đầu chỉ là sớm hay muộn mà thôi thực ra trong tình yêu, đâu cần phải có được người mình thích mới là hạnh phúc, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, nhìn người ấy vui vẻ mỗi ngày thì bản thân cũng thấy nhẹ nhàng. Với Linh, đó là tình yêu. Cô chấp nhận nhìn người mình thích yêu người khác, cũng không bao giờ có suy nghĩ dùng thủ đoạn để có được anh. Cũng có thể, tình cảm của cô anh sẽ không bao giờ biết được, nhưng chẳng sao cả, miễn là anh luôn hạnh phúc, cô cũng cảm thấy an lòng. Đoạn tình cảm đơn phương của Linh cứ tiếp diễn như thế đến hết 4 năm đại học. Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất, trái tim của Linh dành trọn cho Đức. Cô không tiếc nuối, không hối hận. Những năm tháng đại học, cô cũng không mua đồ ăn, nước uống cho Đức như hồi trung học nữa. Điều duy nhất Linh làm là nhìn thấy sáng vẻ dần trưởng thành và những bước tiến trong con đường học vấn, sự nghiệp của Đức. Linh cảm thấy rất vui khi thấy Đức là một người luôn có chí cầu tiến, có năng lực vượt trội, dù anh ở bất cứ môi trường nào cũng có thể tỏa sáng. Anh được các giảng viên trong khoa để mắt và khen ngợi rất nhiều, cảm giác như anh càng ngày tiến xa hơn, cũng đồng nghĩa rằng Linh càng cách xa anh hơn. Đến năm 3 đại học, Đức đã có cơ hội thực tập ở một công ty công nghệ đa quốc gia, ước mơ của hầu như tất cả sinh viên trường A anh không có ý định tiếp quản công ty gia đình vì anh không thích cạnh tranh trên thương trường. Anh muốn phát triển sự nghiệp theo đam mê công nghệ của anh. Cũng giống như hồi trung học, Đức là một hiện tượng giành được sự chú ý đặc biệt của các nữ sinh viên trường A. Rất nhiều lần, Linh chứng kiến tình huống các bạn nữ trên trường đại học tỏ tình với Đức ngay tại sân trường nhưng đều bị anh từ chối. Nhưng có điều khác với cấp 3, anh từ chối không đơn giản vì anh không thích nữa mà trong lòng anh đã có mai an rồi anh yêu mai an nhiều lắm tại sao linh biết ư vì tất cả những dòng trạng thái trên mạng xã hội của đức đều liên quan đến mai an trước khi yêu mai an đức rất ít khi cập nhật mạng xã hội mọi người luôn nghĩ anh lạnh lùng và có chút khâu khan không ai ngờ khi yêu đức lại chân thành đến như vậy tình yêu anh dành cho người con gái ấy khiến cho ai cũng phải ganh tị Đến nỗi có người nói Mai An kiếp trước cứu cả vũ trụ hay sao mà kiếp này yêu được người hoàn hảo như Đức. Thỉnh thoảng khi đi cùng nhau ở trường, hai người họ cũng không ngại thể hiện tình cảm trước đám đông. Họ nắm tay nhau, cùng nhau cười nói làm cho ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ấy. Thấm thoát, đã đến lúc tốt nghiệp đại học, Linh ra trường, cô không thực tập cho công ty nào mà về tiếp quản công ty gia đình cô bắt đầu từ vị trí thấp nhất để gian luyện năng lực và muốn có được sự chấp thuận của hội đồng quản trị cô không muốn bị nói là nhờ bố để có một vị trí nào đó trong khi không có năng lực gì cả có lẽ giờ đây nên chấm dứt rồi nhỉ linh tự nói với mình cô đang nghĩ tới đoạn tình cảm đơn phương của mình dành cho đức giờ cả hai đều đã trưởng thành có công việc và sự nghiệp trên vai Cô không còn là cô nữ sinh ngây thơ, chỉ nhìn anh cười là có thể sống qua ngày được nữa. Anh cũng đã có người trong lòng, họ yêu nhau 5 năm rồi, lại còn là Thanh Mai trúc mã, chắc chắn họ sẽ cưới nhau, Linh nghĩ. Nếu cô cứ mãi giữ chấp niệm với anh sẽ không những không có kết quả mà sẽ khiến cô đau khổ và ảnh hưởng đến tương lai của cô. Đã đến lúc cần buông bỏ để mở lòng mình đón nhận người thực sự yêu thương cô, dành tâm trí xây dựng sự nghiệp thật vững vàng để bố cô yên tâm nghỉ hưu. Gia đình Linh chỉ có một người con độc nhất là Linh, cô lại là con gái nên được bố mẹ rất cưng chiều. Tuy vậy, nhưng Linh không bao giờ tỏ ra là một tiểu thư chỉ biết hưởng thụ, sống cuộc sống sang chảnh. Cô luôn tự trong dồi bản thân, vì nhà có điều kiện nên cô học rất nhiều môn năng khiếu để bản thân hoàn thiện hơn. Bên trong vẻ ngoài thanh thuần đó là vô số những tài năng nghệ thuật. Linh không chỉ học đàn, học múa, cô còn học vẽ tranh và nhiều môn nghệ thuật khác. Một số bức tranh của Linh còn được trưng bày tại các triển lãm lớn. Linh cũng luôn trau dồi chuyên môn để có thể gánh vác được công ty sau này. Hiện tại cô đang trong vị trí nhân viên thử việc, không ai biết cô là con gái chủ tịch. Cô sẽ từng bước đi lên, dù có khó khăn, cô cũng sẵn sàng đối mặt. Cứ thế, cô dần chuyên tâm vào công việc. Sau 3 tháng thử việc, cô thành công được nhận làm nhân viên chính thức. 6 tháng sau, cô được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh vì thành công trong một dự án lớn của công ty. Một năm sau, bằng sự nỗ lực và rất nhiều dự án lớn nhỏ thành công, Linh trở thành giám đốc kinh doanh và là một trong những lãnh đạo được cấp dưới tín nhiệm bằng sự lãnh đạo tài ba và những ý tưởng mang tính đột phá. Cô cũng dần quên đi Đức, anh như được cô chôn chặt ở một góc trong trái tim bé nhỏ thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến anh nhưng nó không còn là nỗi nhớ mãnh liệt nữa chỉ âm ỉ thổn thức trong lòng nói hết yêu thì thật khó nhưng cô sẽ cố gắng chấp nhận đôi khi linh vẫn vô thức vào trang cá nhân của đức nhưng đã lâu không thấy anh đăng gì cả cũng không còn bài viết về mai an nữa có lẽ vì anh cũng đang chuyên tâm vào công việc chăng Cuộc sống của Linh có lẽ sẽ cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một buổi tối định mệnh làm cả cuộc đời cô có một ngã rẽ khác. Hôm đó, Linh ký xong hợp đồng với đối tác tại một nhà hàng kiểu Âu khá sang trọng. Cô đang định đi về thì thấy một người đàn ông ngồi uống rượu một mình tại một bàn ăn cho hai người. Trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn nhưng anh không động đũa, chỉ uống rượu. Anh rót hết ly này đến ly khác. Uống hết chai vang đỏ, lại vẫy tay nhân viên mang ra một chai khác. Bóng hình này thật quen thuộc. Linh cứ đứng đó, nhìn người đàn ông uống rượu, trong lòng bỗng như cuộn trào. Cô chôn chân tại chỗ, nghĩ về điều gì đó và cái cảm giác như đang cuộn trào trong lồng ngực mình. "Là Đức." Linh thầm kêu lên. "Đúng là Đức rồi. Đã lâu không gặp. Sao anh ấy lại ngồi uống rượu một mình như vậy?" Không biết ma xui quỷ khiến thế nào dường như có một thế lực nào đó thôi thúc linh phải bước đến bên anh cô nhẹ nhàng đi đến bên người đàn ông đang có vẻ không tỉnh táo nét mặt anh đau khổ và buồn bã nhưng cũng không làm mất đi vẻ cuốn hút vốn có của anh <laughs> chào cậu cậu là đức đúng không linh cất lời tay đang cầm lư rượu đức ngẩng mặt hướng về phía phát ra âm thanh ánh mắt anh vì uống nhiều rượu mà có vẻ đang mở đi lơ đáng nhìn về phía linh anh nhìn một lúc rồi đáp cô là ờ mà khoan đã linh đúng không cậu là ngọc linh linh cười thế mà tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ sao tớ lại không nhớ người mà tớ đã từ chối được chứ đức nói như trêu đùa làm cho linh nhớ lại mà đỏ cả mặt hình như cậu ấy thay đổi rất nhiều rồi trưởng thành hơn chững chạc hơn còn biết đùa nữa nhớ lúc trước cậu ấy luôn ít nói, lạnh lùng, chẳng mấy khi cười, chứ nói gì mà đùa thế này. Mà cậu ngồi đi, đừng đứng như thế. Vừa nói, Đức vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện, không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Linh tiến lại, ngồi xuống theo hướng chỉ của Đức. Sao cậu không ăn? Uống nhiều như thế hại sức khỏe lắm, cậu có chuyện buồn sao? Đức vẫn ngồi đó, tay cầm cốc rượu, không đáp. Mắt anh nhìn chăm chăm vào cốc rượu, khuôn mặt ủ rũ, không gian như dừng lại, chỉ còn anh và cô, chìm trong khoảng đen im lặng trước bàn ăn nhỏ. Linh cũng vẫn ngồi đó, không nói thêm lời nào. Một lúc sau, Đức lên tiếng, tớ vừa chia tay. Hôm nay là kỷ niệm 6 năm yêu nhau của tớ và cô ấy. Tớ đã dành cả ngày để chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo nhất cho cô ấy. Thế mà cô ấy lại nói với tớ câu chia tay. Trái tim Linh như trứng lại một nhịp. Cô không nói Đức lại tiếp lời. Cô ấy chia tay tớ để cưới một người khác. <cười> Đức cười lạnh, điệu cười xen lẫn sự chua xót. Sự nghiệp quan trọng đến thế sao? Cô ấy chấp nhận chia tay mối tình 6 năm để cưới một người có thể cho công ty của cô ấy phát triển. Còn tớ thì sao? Tớ cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp cơ mà. Đức à, tớ giàu mà, tớ có sự nghiệp riêng, nếu cô ấy muốn tớ có thể vứt bỏ sự nghiệp và tiếp quản công ty của gia đình. Những gì anh ta cho cô ấy, tớ cũng có thể. Tại sao? Tại sao cô ấy lại không chọn tớ? Đức như đang mất kiểm soát. Nước mắt anh rơi lã chã, gục mặt xuống bàn. Một lúc sau, thì thế anh ngủ mất. Hình như anh đã quá mệt rồi. Trong lòng Linh, dấy lên rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Cô không biết cảm xúc ấy định nghĩa thế nào. Không ngờ, lần gặp lại bất ngờ lại là lúc đức đau khổ vì thất tình cô nên vui hay lên buồn thứ tình cảm chôn kín bao lâu nay lại có dấu hiệu bùng lên cô nhận ra rằng mình vẫn còn tình cảm với đức cô đã bỏ lỡ một lần giờ đây có cơ hội cô có nên theo đuổi anh tiếp không anh yêu mai an sâu đậm như thế vì cô ấy mà hành hạ bản thân như thế vì cô ấy mà sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp Thế thì liệu anh có chấp nhận mình không? Nhìn người đàn ông đang gục trên bàn, Linh thấy đau lòng, đau cho anh và đau cho cả cô nữa. Tình yêu thật sự là cái gì đó không thể đoán trước được. Cứ nghĩ cô sẽ quên được anh, không ngờ lại tương phùng anh trong hoàn cảnh này. Cô nên làm sao đây? Hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nghĩ một hồi, linh lấy điện thoại từ trong túi ra tính gọi taxi để đưa đức về nhưng gọi mãi mà anh không tỉnh không biết nhà anh ở đâu linh đánh liều tìm điện thoại của đức tìm một lúc thì thấy nó nằm trong túi quần anh cô cầm tay anh để lấy vân tay mở khóa điện thoại lướt xanh bạ cô quyết định gọi cho mẹ anh chờ khoảng nửa tiếng thì mẹ anh cùng một người đàn ông bước vào nhà hàng thấy đức đang gục xuống bàn không biết trời trăng mây gió gì còn linh thì đang đứng cạnh đó khẽ cúi đầu chào mẹ đức hỏi con là dạ con là bạn học cũ của đức hôm nay tình cờ gặp đức uống rượu một mình ở đây thấy cậu ấy bất tỉnh nhân sự mà con không biết địa chỉ nhà mình nên mới làm liều gọi cho bác ạ à. bác cảm ơn con nhé nó là thằng luôn điềm tĩnh không biết có chuyện gì mà nay lại uống nông nỗi thế này bà vừa nói vừa thở dài mẹ của đức tuy là phu nhân của một gia đình giàu có nhưng bà ăn bận rất giản dị nói chuyện nhẹ nhàng và toát ra khí chất của một người phụ nữ từng trải và hiểu chuyện linh không đáp cô mỉm cười rồi cùng người đàn ông là tài xế riêng của gia đình đức và mẹ anh đỡ anh lên xe trước khi ra về mẹ đức cảm ơn linh một lần nữa mới bước lên xe khi xe chạy được một đoạn bà vẫn quay lại nhìn linh vẫn đứng ở trước nhà hàng ánh mắt đăm chiêu Sáng hôm sau là chủ nhật Linh ở nhà ngủ nướng Đến gần trưa mới bình minh Vừa mở mắt đã cầm ngay lấy chiếc điện thoại Một dòng tin nhắn đến Làm Linh tỉnh còn ngủ Là tin nhắn từ facebook của Đức Chào Linh, tớ là Đức đây Lâu không liên lạc Không biết là cậu còn dùng nick này không Nếu cậu đọc được thì cho tớ gửi lời cảm ơn đến cậu Vì chuyện ngày hôm qua nhé Đây là thực Hay mơ vậy Kết bạn từ năm lớp 10 đến nay đã 7-8 năm rồi, chưa bao giờ cô nhắn với anh trên Facebook, chỉ dám âm thầm lướt xem trang cá nhân của anh hàng ngày. Thế mà giờ anh lại chủ động nhắn cho cô, vẫn phải dụi mắt mấy lần xem mình có đang mơ hay đang nhìn nhầm không. Linh hồi hộp nhắn rồi lại xóa, cuối cùng cô trả lời. Không có gì nè, cậu biết là cậu nặng lắm không? Ba người vất vả lắm mới vác xác được cậu ra xe đấy đức ngay lập tức thả ha ha và tin nhắn đó của linh anh trả lời lâu mới gặp lại mà để lại ấn tượng xấu với cậu thế này thật ngại quá vậy cậu có phiền không nếu tớ mời cậu đi cà phê để cảm ơn chuyện tối qua trời ơi cậu có phiền không sao cô ấy lại ga lăng như thế nhỉ đúng là mắt nhìn người của mình không bao giờ sai tự nhiên linh thấy yêu đời hẳn dù sao thì cậu ấy cũng độc thân rồi mình theo đuổi cô ấy chẳng có gì là sai hết mặc kệ người cũ thế nào mặc kệ họ yêu nhau bao lâu nếu mình chân thành chắc chắn sẽ lay động được cậu ấy nghĩ sao làm vậy linh đồng ý lời mời của đức thế là họ có cuộc hẹn đầu tiên mặc dù đã quen biết nhau từ rất lâu rồi tối hôm đó linh chuẩn bị rất kỹ càng cô mong chờ hồi hộp đến nỗi không bình tĩnh mà kẻ hai bên a nơ cân nhau được cứ ngồi tẩy trang rồi lại kẻ lại hơn tiếng đồng hồ trôi qua, cô mới mết ấp xong, được đôi mắt. Tiếp đến lại là kiếp nạn lựa đồ. Không biết Đức sẽ mặc thế nào nhỉ? Cậu ấy thích con gái mặc như thế nào ta? Dịu dàng hay sexy đây? Bộ này không đẹp, bộ này thì lộ vòng một quá, bộ này ngắn quá. Cái váy này sao dài thế? Linh lục tung cả tủ quần áo, chất đống, rồi chốt lại một câu. Chẳng có gì để mặc hết. Ngắm đi rồi nghĩa lại, Cuối cùng Linh chọn một bộ váy dạ tuyết đơn giản nhưng lại toát lên khí chất tiểu thư đài các. Cùng gương mặt baby được trang điểm nhẹ nhàng càng nổi bật lên vẻ thanh thuần trong sáng của cô. Dường như thời gian bỏ quên Linh thì phải. 24 tuổi rồi mà nếu so cô với học sinh cấp 3 cũng không quá. Bình thường đi làm ăn mặc già dặn thì không nói, thoát khỏi bộ vét nữ thì nhìn Linh quá ngây thơ, cảm giác nhìn là muốn bảo vệ linh tới chỗ hẹn sớm hơn cả nửa tiếng nhưng đã thấy đức ở đó rồi dáng vẻ trầm ngâm của anh đúng thật là hút mắt nhìn của phụ nữ may là mình mặc tối giản linh nghĩ vì hôm nay đức ăn mặc cũng rất giản dị trời còn xe lạnh nên anh chỉ mặc chiếc áo len mỏng quần âu nhìn qua thì đơn giản nhưng thêm thần thái vẻ ngoại đẹp trai bằng lãnh thì đúng là hết nước chấm mười điểm không có nhưng Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc và váy áo, Linh bước đến chỗ Đức. Cậu đến sớm thật đấy, cậu tới rồi sao? Thiện đường từ công ty về nên tớ đến hơi sớm, cậu ngồi đi, cậu uống gì tớ gọi. Nụ cười của Đức làm trái tim của Linh nhảy lung tung, không có điểm dừng. À, tớ uống cappuccino, cảm ơn cậu. Trùng hợp thế, tớ cũng thích cappuccino. Nói xong, Đức đứng dậy tới quầy order nước cho Linh nhìn dáng vẻ của anh quả là cuốn quá đi. Tâm trí Linh, bây giờ chỉ có nụ cười và giọng nói của Đức, anh chưa bao giờ khiến cô hết mê được. Nói chuyện hồi lâu, mới thấy cô và anh rất hợp nhau. Dù học cùng nhau 7 năm trời, nhưng vì trước ít tiếp xúc, chỉ là Linh chủ động bắt chuyện trước, chứ chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc, nên không nhận thấy được điểm chung. Càng nói, càng cuốn, chợt Đức hỏi Linh. Linh vừa xinh đẹp và tài giỏi thế này, đã có bạn trai chưa? Tớ có cậu rồi, có từ lâu rồi. Linh thẩm nghĩ, à tớ chưa, chắc là tớ không có duyên với yêu đương. Nghĩ một đằng, Linh nói một nẻo, vừa nói vừa cười gượng. Chắc cậu cũng biết tớ mới chia tay. Ừ, thực ra, nói không buồn là nói dối. Tớ rất đau khổ, cô ấy ở bên cạnh tớ 6 năm, không có gì của đối phương là bí mật nữa. Nhưng tớ đã hiểu được câu nói, thời gian không nói lên tất cả rồi. Tình cảm là thứ không thể trói buộc Cứ nghĩ chúng tớ sẽ cưới nhau Ai ngờ Linh cúi mặt cười gượng Không nói gì Biết mình nói không đúng chủ đề Đức lảng sang chuyện khác Cậu muốn đi chơi không Hôm nay là cuối tuần Tớ đưa cậu đi xả ra chết nhá. Thế là hai người họ cùng nhau tới công viên giải trí Chơi bao nhiêu là trò Ăn bao nhiêu hàng ăn vặt Ai không biết Khi nhìn hai người họ Cũng tưởng là một cặp đôi thực sự một chàng trai trưởng thành đi bên cạnh một cô gái ngây thơ thật đẹp đôi thật đáng yêu thấy cũng đã muộn linh ngỏ ý muốn về cô đang tính gọi xe thì đức vội ngăn lại anh muốn đưa cô về cơ hội đến làm sao mà bỏ lỡ được linh cũng thẹn thùng một hồi rồi gật đầu đồng ý trước khi lên xe anh còn tháo khăn của mình quàng lên cổ cho cô làm con tim này lại chạy khỏi ngực trái của cô rồi với ai anh cũng đối xử tinh tế như thế sao thật ngưỡng mộ mai an có lẽ yêu anh cô ấy cũng đã từng rất hạnh phúc còn hơn cả cô bây giờ nữa thế mà lại cô cứ nghĩ mông lung đến khi về đến nhà không nỡ tạm biệt nhưng cô cũng phải xuống xe ước gì ngày nào cũng được thế này nói chuyện với anh chơi cùng anh được anh quan tâm được anh đưa đón ông trời ơi có thể nào cho ước nguyện của con thành hiện thực được không? Từ lần đó, Linh quyết tâm theo đuổi Đức. Lần tiếp theo cô lấy lý do trả khăn. Khi thì cô giả bộ bị mù công nghệ, cần cao nhân chỉ giúp. Khi thì cô mời anh đi ăn để cảm ơn. Cô không nghĩ là Đức là người ngoài lạnh trong nóng. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cô cần. Dần dần hai người thân thiết hơn, cũng thường xuyên nhắn tin qua mạng xã hội, kể cho nhau nghe chuyện thường ngày hay tâm sự Hôm nay hai người gặp chuyện gì vui Chuyện gì buồn Vốn tính linh hồn nhiên Cứ nói chuyện là sẽ làm cho Đức cười Cứ thế hai người làm bạn khoảng gần một năm Đức cũng không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm cho Linh Cô cũng không hỏi Hôm đó là Giáng sinh Lại trùng một ngày cuối tuần Linh chủ động hẹn Đức đi chơi Và tất nhiên anh đồng ý Cô định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Đức vào dịp đặc biệt này dù anh có đồng ý hay không Cô cũng không hối hận Đoạn tình cảm này theo cô quá lâu rồi Nếu còn giữ trong lòng Không nói cô sẽ không còn cơ hội nữa Hai người cùng nhau Tham gia uốc xốp Làm bánh ngọt của một tiệm cà phê quen Của hai người Khoảng khắc đó là khoảng khắc Linh Không thể nào quên Ánh đèn vàng lãng mạn Cây thông Noel Nhạc Giáng sinh không gian của họ như đang cổ vũ cô hãy làm đi tỏ tình mau đi anh đeo tạp dề trông thật đẹp trai anh có làm gì cũng rất đẹp trai hai người cùng nhau đong bột đánh kem cùng nhau vừa uống cà phê vừa nhìn vào lò nướng ngóng trông thành phẩm của mình cả buổi tối vất vả cuối cùng chiếc bánh kem hình trái tim có chú tuần lộc bên trên đã được hoàn thành anh và cô hạnh phúc nhìn thành phẩm của mình rồi họ lại ngồi xuống cùng thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào ấy vừa đặt lát bánh xuống trước mặt đức linh vừa ngập ngừng đức này sao thế cậu cậu cũng biết là hồi trung học tớ rất thích cậu và sau đó là đại học và đến bây giờ tớ vẫn chưa từng thay đổi thanh xuân của tớ chưa từng thích ai ngoài cậu cậu có thể có thể cậu có thể hẹn hò với tớ không đức chỉ nhìn cô không đáp lại tớ hiểu rồi không sao cả dù sao cậu cũng đã từng từ chối tớ một lần thêm lần này nữa có sao đâu chứ giọng linh buồn bã xen một chút cay đắng một chút xấu hổ thật chớ trêu hai lần tỏ tình đều là một người dù hoàn cảnh khác nhau dù là bây giờ cô có vẻ thân thiết và gần gũi với đức hơn nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi vẫn là bị từ chối được tim linh như xé làm trăm mảnh khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn thốt ra từ người cô yêu nước mắt đã trực trào linh không kiềm chế được mà nấc lên tớ nói là được chúng ta có thể hẹn hò đức cười linh ngẩng gương mặt đang sàn giụa nước mắt ánh mắt ngập nước nhìn đến nó đáng thương nhìn đức chắc là cô lại nghe nhầm rồi tớ nói là tớ đồng ý hẹn hò với cậu đức lặp lại Linh lại càng òa khóc to hơn. May là trong quán lúc này chỉ có hai người họ, vì cô đã âm thầm bao cả quán để chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn hôm nay rồi. Đức tiến lại chỗ cô, vòng tay ôm lấy cô thủ thị Đừng khóc mà, anh không giỏi dỗ con gái đâu. Cô vẫn chưa dừng được, chắc hẳn cô đã xúc động lắm. Người cô yêu thầm 8 năm cuối cùng đã đồng ý hẹn hò với cô. Em biết không, anh đã từng nghĩ sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa anh đã mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu cho đến khi em xuất hiện em như một làn gió mới đến với cuộc đời anh làm anh cảm thấy mình được trân trọng được chia sẻ được vui cười mỗi ngày nụ cười của em có thể làm cho cả ngày của anh có ý nghĩa anh muốn được thấy nó mỗi ngày cảm ơn em vì quay lại cuộc đời anh có thể lúc trước là sai thời điểm nhưng anh chắc chắn hiện tại không chỉ đúng thời điểm mà còn là đúng người Linh không kìm được mà đứng dậy ôm chặt lấy Đức. Lần đầu tiên cô được ôm trọn trong vòng tay của người mà cô nghĩ không bao giờ chạm vào được. Hạnh phúc ngập tràn, chẳng gió lạnh nào làm không khí trong quán cà phê bớt ấm áp, vì có hai người bắt đầu yêu nhau. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã lắng nghe tiếng lòng của con. Hai người yêu nhau rất nồng nhiệt, cùng nhau du lịch, cùng nhau nuôi mèo cùng nhau nấu ăn, cùng nhau phát triển trong sự nghiệp. Sau hai năm yêu nhau, Linh cũng thành công tiếp quản công ty trước sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Công ty công nghệ của Đức cũng bắt đầu lên sàn chứng khoán. cả hai đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, vừa có sự nghiệp trong tay, vừa có tình yêu hạnh phúc. ai nhìn họ cũng phải thốt lên sự ngưỡng mộ không ngớt. vào đúng Noel kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai người, lần này không phải Linh chủ động nữa anh đã quỳ gối cầu hôn cô. Vẫn là quán cà phê quen thuộc, vẫn là không khí mùa đông trong ánh đèn vàng ấm áp huyền ảo. Vào ngày kỷ niệm đặc biệt, cô đã đồng ý. Linh như không tin vào mắt mình, cuộc sống thật sự có phép màu sao. Cô đã từng hèn nhát, từng hối hận, từng muốn từ bỏ, nhưng ông trời lại cho anh trở lại với cô. Trước đây, được nói chuyện với anh đã là một điều xa xỉ với cô vậy mà bây giờ người đàn ông đó lại đang quỳ trước mặt cô đưa ra chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh đeo lên tay cô và ngỏ ý được chăm sóc cô cả đời hay đây chỉ là giấc mơ nhỉ chân thực đến thế sao cô còn nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt của anh thôi dù là thực hay mơ cô vẫn sẽ đồng ý đây là mong ước của cô cơ mà dòng nước mắt hạnh phúc tuôn chảy trên gương mặt của cả hai anh ôm cô thật chặt thật chặt như tỏ ý không bao giờ muốn để cô chạy mất giữa không gian lãng mạn ấy hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy bắt đầu một cuộc hành trình mới có hạnh phúc nhưng cũng có khổ đau hôn lễ của linh và đức được tổ chức bên bờ biển nha trang cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người ai cũng thấy đây đúng là một hôn lễ thế kỷ của cặp đôi trai tài gái sắc chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc đến cuối đời sau khi hôn lễ kết thúc linh và đức cùng nhau tới paris hưởng tuần trăng mật thành phố của tình yêu đón chào một tình yêu to lớn đặt chân đến ước hẹn một cuộc hôn nhân bền chặt và viên mãn cũng từ đây kết tinh của hai người được tạo thành không lâu sau Linh cảm thấy trong người luôn cồn cào khó chịu, cơ thể mệt mỏi, nhìn đồ ăn nào cũng muốn ói. Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, cô nhận được tin vui, cô có em bé rồi, em bé đã được 3 tháng tuổi. Cuối cùng, cô cũng được làm mẹ rồi, cô đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi. Linh đặt kết quả siêu âm vào một hộp quà. Tối hôm đó, cô tự tay chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, đợi Đức đi làm về. Anh khá bất ngờ khi về tới nhà, thấy Linh đang thắp nến trên bàn ăn, rượu vang đã được rót sẵn. "Vợ yêu, hôm nay định tổ chức nhà hàng tại gia sao?" Đức Âu yếm vừa ôm eo vừa thơm vào má vợ. "Hôm nay em sẽ cho anh một bất ngờ siêu lớn." Linh tỏ ra bí ẩn, "Anh đi tắm đi đã, rồi mình cùng dùng bữa." Tuân lệnh vợ, sau khi dùng bữa xong, Linh nhẹ nhàng đặt hộp quà trước mặt Đức. "Anh yêu mở ra đi." Vợ anh định tặng gì cho anh đây Vừa nói Tay anh vừa mở hộp quà Thấy bên trong là một tờ giấy Trong lòng anh đã dạo rực rồi Đọc đi đọc lại mấy lần liền Thế là Anh được làm ba rồi sao Vợ yêu cảm ơn em Anh yêu em Đức vừa hét lên Vừa ôm chặt Linh vào lòng Anh ôm chặt quá Em bé không thở được rồi này Vừa nói Linh vừa lũng nịu Từ hôm đó Đức không cho Linh phải động tay và bất cứ việc gì, anh cũng thường xuyên về nhà sớm hơn để chăm sóc cô, nấu cơm cho cô, nâng niu cô như một em bé vậy. Em chịu khó ăn nhiều vào, cho hai mẹ con đều khỏe mạnh. Dạo này em ngén, nhìn em xanh sao quá, hay là anh đưa em đi du lịch cho khay khỏa nhá. Công ty đang trong thời điểm quan trọng mà, anh cứ tập trung giải quyết công việc đi, em không sao đâu, em sẽ cố gắng ăn uống, anh đừng lo nhá. Anh đau xót ôm cô vào lòng từ lúc ốm ghén linh cứ ăn vào là lại ói ra cô cũng chỉ ăn được mấy món thanh đạm mà những món đó lại ít dinh dưỡng anh cũng không biết làm sao để cô vượt qua giai đoạn này anh lần đầu làm ba cô cũng lần đầu làm mẹ cảm giác hạnh phúc nhưng cũng không khỏi lo lắng bầu bí đã làm tính khi linh có phần thay đổi cô nhạy cảm và dễ nổi nóng hơn có những hôm Cô còn không thèm nói chuyện với anh, có đêm cô còn vô cớ nói muốn ngủ một mình, bắt anh ra ngủ sofa. Nhưng vì công ty đang có chiến lược quan trọng, nếu thành công dự án này, công ty sẽ đứng vững trên thương trường. Anh không có nhiều thời gian để đưa cô đi du lịch, chỉ biết mang công việc về nhà để có nhiều thời gian bên cô hơn, để cô không phải một mình lại suy nghĩ linh tinh. Cô có cáu giận thế nào, anh cũng vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cô đến từng chân tơ kẽ tóc, anh còn đón cả mẹ vợ lên để cho mẹ chăm sóc cô. Anh nghĩ có mẹ chắc chắn cô và con sẽ được chăm sóc tốt. Cô cũng đỡ tuổi thân. Mỗi khi anh không có ở nhà, cuộc sống của Linh và Đức cứ diễn ra yên bình như thế. Tuy tính khí cô thất thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy hai người vẫn có những ngày cùng nhau xem phim cùng nhau dạo phố cùng đi mua sắm và cùng ngắm nhìn những bộ quần áo và những thứ đồ chơi đáng yêu dành cho bé cưng được bày biện ở trung tâm thương mại và tưởng tượng đến tương lai chỉ mấy tháng nữa thôi trong căn nhà của họ sẽ đón chào một thành viên mới sẽ có những tiếng cười tiếng khóc của trẻ con sẽ là cảnh đồ chơi tràn ngập căn nhà sẽ là những lần vụng về của đôi vợ chồng lần đầu làm cha làm mẹ nghĩ thôi đã thấy thật hạnh phúc gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to rồi cô và anh sẽ cùng nhau nuôi dạy những đứa con của mình thật tốt thật tốt chỉ những khi em bé đạp trong bụng làm linh đau hay khi ở nhà một mình tâm trạng sẽ đi xuống. Cô mới bất giác thấy tủi thân và bực bội. Chính bản thân cô cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình khi có em bé. Linh vẫn luôn biết những hy sinh của Đức dành cho mẹ con cô, sự yêu thương của anh dành cho mẹ con cô lớn đến thế nào. Công ty, một núi tài liệu, anh cho người mang về nhà hết, vừa làm, vừa nói chuyện để cô đỡ thấy trống trải. Vì mang thai lần đầu, lại ốm nghén nặng, nên linh cũng không tới công ty thường xuyên cô chỉ ở nhà chỉ đạo những lãnh đạo cao cấp để công ty vận hành bình thường biết vợ ở nhà sẽ sinh buồn chán nên ngoài việc anh về nhà sớm hơn bình thường những lúc anh ở công ty cứ cách một tiếng anh lại nhắn hoặc gọi cho cô một lần hỏi vợ yêu của anh đang cảm thấy thế nào đã ăn gì chưa con có làm em đau nhiều không anh ấm áp đến mức mỗi khi nhớ lại những điều vô lý cô làm với anh Linh vô thức rơi nước mắt. Cô luôn cảm thấy bản thân may mắn mới được gặp gỡ quen biết và yêu anh. Cô thường nghe người ta nói, khi con gái là người chủ động trước, người đàn ông sẽ không có cảm giác chinh phục, sẽ không trân trọng và mối quan hệ chẳng thể được lâu dài. Nhưng trường hợp của Linh và Đức đã phá tan câu nói đó. Trong lúc yêu, cô luôn là người chủ động nhưng khi cả hai đều thực sự dành tình cảm cho đối phương và thực sự muốn được ở bên nhau thì ai chủ động trước đều không quan trọng anh chưa bao giờ có thái độ lạnh nhạt hay vô tâm với cô chỉ vì cô là người thích anh trước thay vào đó anh luôn biết ơn vì cô đã không từ bỏ và vẫn lựa chọn đến bên anh cho tối một buổi tối vẫn như thường lệ anh về nhà sớm vừa xử lý công việc vừa tâm sự ngày hôm nay với linh xong xuôi anh lại gần chỗ vợ nằm xuống ghé tai vào bụng cô như đang muốn biết em bé đang làm gì trong đó tay anh vừa xoa bụng vợ vừa âu yếm nói con yêu ở trong đó ngoan ngoãn nghe chưa không được làm vợ của bố đau nha không là bố sẽ đợi con ra đời rồi phạt con đó linh cười không nghĩ anh sẽ có lúc trẻ con như vậy Cô đang mang bầu ở tháng thứ sáu rồi, bụng cô đã nhô ra rõ và đi lại cũng khá vất vả. Hầu như cô chỉ ngồi cả ngày, thỉnh thoảng sẽ vận động nhẹ cho đỡ đau lưng. Càng gần đến ngày sinh, Linh lại càng mong đến giờ Đức về với mẹ con cô. Nghe giọng anh ngọt ngào, nhìn hình bóng anh nấu ăn, được anh ân cần gội đầu, sấy tóc giúp. Bầu không khí tràn đầy tình yêu thương. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Đức nhìn vào số điện thoại gọi tới. Anh có chút sững người. Anh quay lại, nói với Linh, đợi anh một chút để anh nghe điện thoại xử lý chút công việc. Rồi anh ra ngoài ban công, ấn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia không nói gì, anh vẫn giữ máy, im lặng. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc nức nở và đau đớn, lớn dần. Trong lòng Đức nhói đau, anh định nói gì đó, nhưng lại thôi anh vẫn giữ điện thoại đợi đối phương khóc xong rồi đầu dây bên kia cũng đã bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn run run nói anh ơi anh giúp em được không em có lẽ em không thể sống được nữa em muốn chấm dứt tất cả em xin lỗi nhưng bây giờ em cần anh làm ơn đó đức à em đang ở đâu chỗ cũ tắt điện thoại Đức vội vàng chạy vào phòng, khoác vội chiếc áo rồi chạy đi thẳng mà không để ý Linh đang ngồi ngơ ngác nhìn anh, vội vàng mà chẳng hiểu gì. Đến một nơi đã từng rất quen thuộc, là một cây cầu lãng mạn và luôn lộng gió, Đức thấy bóng lưng của người con gái cũng rất quen thuộc với anh, là người anh biết từ lúc còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, là người đã lớn lên cùng anh, là người anh đã dành 6 năm để gửi gắm trái tim của mình mai an đứng đó vô định nhìn xa xăm nơi dòng sông chảy xiết mái tóc dài xõa rối bay trong gió nhìn có chút thương cảm đức vội chạy lại nhìn thấy anh mai an ôm chầm lấy òa khóc trên vai anh đức không tụ chủ được mà vô thức đưa vòng qua người mai an vỗ về cô và ôm lại người con gái đang yếu đuối này thấy Mai An ăn mặc phong phanh, anh còn cởi áo khoác của mình để khoác lên người cô. Nhìn kỹ thì Mai An có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu như đã thức trắng mấy đêm và khóc rất nhiều. Cô gầy đi thấy rõ, trên mặt, trên tay còn có những vết bầm. Anh ta làm thế với em sao? Mai An không nói, chỉ đau khổ gật đầu. Đức lại một lần nữa chủ động ôm chặt lấy Mai An. Tại sao tại sao em không phản kháng tại sao em lại cam chịu sao em không yêu lấy chính mình như em đã nói sao đến giờ em mới nói với anh nước mắt của đức chảy xuống lời nói của anh như vừa thương xót người con gái đối diện vừa trách móc sự ngốc nghếch của cô ấy em có lựa chọn khác sao nụ cười của mai an như vừa khinh bỉ vừa thương xót cho chính mình thực ra em đã nói dối anh khi em nói em hết yêu anh khi em nói em đã có người khác và em chán ghét cuộc tình của chúng mình là em nói dối. Em nói sao? Đức không tin vào những điều mình nghe. Ngày đó, công ty nhà em đang trong bờ vực phá sản, không ai có thể cứu vãn tình hình ngoài anh ta. Chỉ cần ký hợp đồng để công ty anh ta làm đối tác 3 năm, chắc chắn công ty nhà em sẽ được cứu, thậm chí còn có thể phát triển thịnh vượng hơn. Bố em chán đời ông suốt ngày rượu chè mà không chịu đối diện với khó khăn của công ty chỉ còn mẹ với em gánh vác mà mẹ em trước nay chỉ luôn là hậu phương tinh thần bà không có tiếng nói trên thương trường chỉ cần đáp ứng điều kiện là em phải cưới anh ta anh ta sẽ ký hợp đồng mà chẳng cần suy nghĩ im lặng một lúc mai an nói tiếp em đã cự tuyệt em đã từng nghĩ bất kỳ khó khăn nào cũng có thể giải quyết cho đến khi em tìm đủ mọi cách đi tìm đối tác nào cũng bị phủi tay từ chối ngân sách công ty còn không đủ trả lương cho nhân viên nhân viên lần lượt rời bỏ hội đồng quản trị liên tục làm phiền bố em làm ông càng chán đời và có dấu hiệu trầm cảm em không biết làm gì hơn em phải chấp nhận nói đến đây mai an lại khóc đức lấy tay lau nước mắt cho cô anh đau lòng dáng vẻ của mai an bây giờ chưa bao giờ anh nghĩ đến lúc chia tay anh cô lạnh lùng tuyệt tình đến nỗi anh còn cảm thấy đáng sợ tại sao cô lại thay đổi nhanh đến thế cô nói cô quá chán anh rồi cô muốn cưới một người có thể cho cô cả vật chất và tình cảm và cô đã tìm được người đó anh cứ nghĩ cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn từ khi chia tay không bao giờ hai người liên lạc với nhau cả hai đều có cuộc sống mới mối tình mới nên anh chỉ biết mong cho cô được hạnh phúc dù sao tình cảm sâu đậm sáu năm trời không thể vì chia tay mà coi nhau như kẻ thù được anh không ngờ sau này gặp lại lại gặp cô trong hoàn cảnh khốn cùng đến như vậy tại sao khó khăn mà em không nói với anh sao em lại giải quyết một mình như vậy em nghĩ làm như thế là tốt cho anh sao đến bây giờ thì em tìm đến lại là anh tại sao thế mai an em xin lỗi em không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như thế lúc đó anh chưa ổn định anh sẽ còn vất vả thế nào nếu tiếp tục yêu em mình em khổ là được rồi em không muốn thấy anh phải hy sinh vì em nữa mai an sao em lại cố chấp đến như vậy đức không hiểu sao mình lại có cảm xúc này anh đang tiếc nuối vì để hiểu lầm cô sao anh giận vì cô lừa dối anh để chịu khổ một mình sao anh muốn quay lại với cô ấy vì biết cô ấy vẫn luôn yêu anh sao? Mai An nắm chặt lấy bàn tay của Đức, giọng như tha thiết van nài. Thực ra, anh ta chính là người làm công ty nhà em gặp chuyện, chỉ để cưới được em, anh ta là người có máu mặt trong cái ngành này. Nếu anh ta đã lên tiếng, thì anh dám cứu gia đình em khi đó. Dù thế nào, thì em cũng chỉ có thể lựa chọn cưới anh ta hoặc bỏ mặc công ty bất hiếu với bố mẹ. Không ngờ rằng anh ta lại là một người bệnh hoạn khác hẳn với vẻ ngoài ôn nhu điềm tĩnh đó anh ta luôn lấy em làm thú vui để thỏa mãn anh ta anh ta thích bạo lực em càng đau đớn thì anh ta càng vui mấy năm nay anh ta hành hạ em đến mức làm em mất đi đứa con còn chưa thành hình anh ta không cho em uống thuốc tránh thai nhưng lại không muốn có con em em không thể chịu nổi cuộc sống thế này nữa anh à anh giúp em với thật là cô bỏ anh để nhận lấy cuộc sống thế này sao thế mà trước giờ anh không nghĩ tới lại để cô một mình chịu ấm ức như vậy cô đã phải chịu đau đớn đến mức nào chứ sao anh có thể tưởng tượng được đây sao đến giờ em mới nói sao em không ly hôn anh nghĩ đơn giản thế sao anh đã làm công ty em có thể phá sản được một lần cũng có thể hủy hoại nó lần thứ hai thế lực của anh ta lớn đến như thế em có thể thắng nổi sao cả đêm hôm đó đức không về nhà, Linh không biết anh đi đâu, nhắn tin anh không trả lời, gọi cả trăm cuộc anh không bắt máy. Trong lòng cô dần trở nên bất an. Cô Linh cảm được rằng có chuyện gì không ổn. Cộng thêm việc em bé đến đêm rồi mà vẫn nghịch ngợm trong bụng, làm cô đau đến không thở được. Chờ anh đến gần sáng mà không thấy anh về, cô lại khóc, lại cảm thấy lạc lõng, tâm trạng đi xuống cô cứ ôm lấy chiếc điện thoại mỗi lần thấy thông báo là vội vàng nhấc lên để kiểm tra nhưng tuyệt nhiên chẳng có phản hồi nào của anh đến gần sáng mệt quá cô ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì đã thấy anh đang ngồi bàn làm việc đối diện giường anh đang chăm chú và đống tài liệu mà không để ý đến cô đã tỉnh giấc hôm qua anh không về sao bạn anh gặp chút chuyện hôm qua anh ở lại với nó chút vậy sao anh không nói với em anh có biết là em lo lắng thế nào không anh cũng lo lắng nên không để ý điện thoại không phải giờ anh đã ở trước mặt em rồi sao nãy giờ anh nói nhưng mắt vẫn chú tâm đến đống tài liệu không hề ngước nhìn cô lấy một cái linh cảm thấy sao tối qua anh vẫn còn đùa giỡn mà giờ anh lại lạnh lùng như vậy anh gặp chuyện gì sao trước giờ kể cả cô có cáu gắt thì anh cũng không bao giờ lạnh nhạt như vậy là cô đã làm gì sai hay vấn đề là ở anh hay chỉ là cô đang suy nghĩ quá nhiều mọi ngày mỗi khi cô tỉnh dậy sẽ có một cốc sữa nóng trên bàn hôm nay anh còn chẳng cả chuẩn bị cho cô thế bạn anh đã ổn chưa hai người gặp chuyện gì nghiêm trọng sao ạ linh hỏi nhẹ nhàng ánh mắt cô như đang dò xét thái độ của anh không sao đâu em đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến cả hai mẹ con anh đang bận chút mình nói chuyện sau nhé anh vẫn giữ thái độ đó Trả lời cho qua câu hỏi của cô Linh không tiếp tục nữa Mặc dù cô có chút tổn thương Nhưng nghĩ có lẽ vì anh áp lực công việc Lại thêm việc bạn anh gặp chuyện Cả đêm anh không về Thì chắc chuyện đó rất quan trọng Cô bước xuống giường Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Rồi tự vào bếp pha sữa uống Thấy có cam trong tủ Cô liền lấy ra ép lấy nước Mang vào phòng đặt trước mặt Đức Cô nghĩ anh sẽ cảm động, sẽ ôm lấy cô, hôn nhẹ vào má cô mà cảm ơn âu yếm. Thì anh chỉ nhấc cốc lên uống một ngụm rồi lại làm việc tiếp mà chẳng nói lời nào. Thấy thế, Linh lại chạy lòng, cô không làm phiền anh nữa. Hôm nay cô sẽ sang nhà anh để thăm bố mẹ chồng, đã lâu cô không về đó rồi. Bố mẹ anh cũng giống như Đức, rất yêu chiều cô đặc biệt là từ khi cô có bầu mẹ anh thường xuyên thăm cô với một đống đồ ăn cô yêu thích còn tự tay nấu cho cô ăn hoa quả thì bà gọt sẵn rồi chia ra từng hộp để sẵn trong tủ lạnh khi nào cô thích ăn thì chỉ cần lấy ra ăn thôi bà yêu chiều cô như con gái của mình vì bà không có con gái chỉ có mỗi mình đức là con một cũng là vì linh sống rất biết điều sự trong sáng và nhẹ nhàng của cô khiến ai tiếp xúc cũng có thiện cảm ngay lập tức bà có thiện cảm với cô từ giây phút nhìn thấy cô khi ở nhà hàng hôm đức say mà cô gọi cho bà nhìn ánh mắt cô nhìn đức thì bà biết chắc chắn cô không coi đức là bạn bình thường cô si tình đến nỗi người từng trải như bà nhìn qua là biết cô có tình cảm với con trai bà ngay nhưng lúc đó bà cũng biết đức đang quen mai an chưa biết hai người họ chia tay Tối hôm đó, bà nghĩ về Linh rất lâu, còn có suy nghĩ là cô sẽ có ý định chen chân vào mối quan hệ của Đức và Mai An. Nhưng sau khi bà biết, con trai bà và Mai An đã chia tay nhau, Đức đau khổ mỗi ngày, không ăn uống, không làm việc, lại nhờ cô Linh mà trở nên tốt hơn, bà càng yêu thương Linh nhiều hơn. Mỗi lần bà sang mà thấy Linh đang quét nhà hay đang lau bàn là lại gọi điện mắng Đức ai lại để vợ bầu bì mà làm việc nhà thế này nhưng thực ra là cô buồn tay buồn chân quá nên mới phải nghĩ việc ra làm cho đỡ buồn chán bà bảo chán thì gọi mẹ con lên hoặc gọi mẹ để mẹ dẫn đi mua sắm không phải làm mấy cái này nhỡ không may ngã ra đấy thì ai chịu đây mẹ chồng thế này ai mà không muốn có cơ chứ bà không sống các bà mẹ chồng việt nam truyền thống cô mang bầu con trai hay con gái không quan trọng miễn là hai mẹ con đều khỏe mạnh bình an bà hay lên chùa cầu bình an cho mẹ con cô thấy hôm nay cũng mùng một âm lịch đầu tháng cô quyết định sang đó rồi cùng mẹ chồng lên chùa để tâm hồn được an yên hơn không còn nghĩ đến những điều tiêu cực nữa nói là làm linh nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ không cần đợi lâu bà bắt máy ngay đúng một tiếng sau đã thấy tiếng chuông cửa nhà kêu linh cũng đã chuẩn bị xong quần áo mở cửa thấy mẹ chồng cô như đang sắp chết đuối mà tìm thấy thanh gỗ cô ôm chặt lấy bà không nói gì bà cũng vòng tay ôm lấy cô biết là linh đang buồn chuyện gì đó bà nhẹ nhàng con sao thế dạ con không có gì ạ con nhớ mẹ yêu của con thôi linh nũng nịu thế thằng đức đâu nó có đi cùng không anh Đức đang làm việc trong phòng ạ, à? anh đang bận nên con muốn đi cùng mẹ, con muốn mỗi hai mẹ con mình đi cùng cơ ạ. Ok, con gái, vậy thì mình đi thôi, đổ lễ mẹ mua sẵn ở dưới xe rồi. Nói rồi, bà nắm tay con dâu đến thẳng chỗ thang máy, cũng không phải xem con trai đang làm gì. Bà đã đoán được là chắc chắn hai vợ chồng có xích mích gì đó, thì Linh mới muốn đi riêng với bà như thế. Bình thường nó toàn bắt thằng chồng nó đi theo. Hai mẹ con cùng nhau tới một ngôi chùa ở nội thành cách nhà không xa mẹ chồng linh hay đi lễ ở đây thắp hương lễ phật xong bà đỡ cô đi vãn cảnh chùa giữa trốn thành phố tấp nập xô bồ lại có một nơi thanh tịnh đến như thế nhiều cây cối xanh mướt làm cho tâm hồn linh nhẹ nhàng hơn cô hít lấy hít để cái sự trong lành thanh mát nơi đây cảm thấy thật tốt tâm trạng cô trở nên tích cực hơn rồi ngồi tạm ở một chiếc kế đá dưới một gốc cây đa cổ thụ mẹ chồng nắm tay linh con với thằng đức có chuyện sao dạ mẹ cũng không có chuyện gì lớn ạ à. chỉ là hôm nay anh ấy hơi lạnh nhạt với con tối qua anh còn không về nhà nói là bạn anh gặp chuyện nhưng anh không tâm sự với con như mọi ngày trời ơi cái thằng trời đánh này lát về mẹ sẽ chỉnh đốn nó là đàn ông mà cứ để người phụ nữ của mình phải lo được lo mất thì đâu đáng mất đàn ông nữa linh thấy hạnh phúc yên lòng vô cùng thật may mắn vì cô có người mẹ chồng hiểu mình như vậy trước khi chuẩn bị đám cưới mẹ linh còn dặn cô rất nhiều điều sợ cô ở nhà được chiều quen khi về nhà chồng sẽ không biết đối nhân xử thế vậy mà mẹ chồng còn chiều cô hơn cả mẹ ruột mẹ ruột cứ hở tí là mắng cô vụng về lười biếng còn mẹ chồng thì luôn nhẹ nhàng với cô cũng không cần cô phải làm gì bà biết cô được bố mẹ ruột cưng chiều về đây mà áp lực con bé chắc chắn nó sẽ thiệt thòi nên bà chăm sóc coi cô như gia đình có thêm một đứa con gái đáng yêu và tài giỏi tối hôm đó cô thấy mẹ chồng gọi cho đức nói với anh rất nhiều anh chỉ im lặng không giải thích rồi vâng vâng dạ dạ linh biết là mẹ chồng gọi cho anh cô giả vờ ngồi lướt điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe nhưng anh lại chẳng giải thích gì nghe xong anh cũng không nói gì với cô thế là sao nhỉ anh này Hôm nay em đi chùa với mẹ Thấy tâm trạng tốt lắm Từ sáng sau anh đưa em đi nha Em thích là được Anh trả lời Mấy hôm nay anh cứ bận chuyện gì đó Cơm cũng ăn qua loa Rồi lại đứng lên Nói chuyện với cô cứ câu được câu mất Cô biết ý cũng không nói chuyện nữa Quay lại lướt mạng xã hội Rồi kéo chăn đi ngủ Không thèm để tâm đến anh nữa Thấy cô ngủ Đức ngước đầu lên nhìn cô Ánh mắt đăm chiêu Xa xăm như đang phải đấu tranh điều gì đó Mấy ngày sau đó, Đức không về nhà sớm như bình thường nữa. Anh về càng ngày càng muộn hơn, ít ăn cơm ở nhà. Có khi nửa đêm anh mới về đến nhà. Tinh thần thì mệt mỏi, người thì ẻ oải rượu rã. Anh cũng ít quan tâm đến Linh hơn. Cô hỏi, có khi anh còn không trả lời, cũng không biết là anh đang gặp chuyện gì. Linh gọi điện hỏi cho Tú là bạn thân của Đức, cũng là người sáng lập công ty cùng với anh. Tú chỉ nói, dạo này công ty làm một dự án lớn, nên đúng là có bận thật bảo cô không cần lo một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn thành thì đức sẽ thoải mái hơn nghe tú nói như vậy linh cũng chỉ biết âm thầm quan tâm đức cô biết anh sẽ không chia sẻ khó khăn cho mình nên mỗi tối cô luôn chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh về tắm cơm cô cũng sắp sẵn ra bàn anh về chỉ cần ngồi xuống ăn thôi nhưng có những ngày còn nguội tanh mà anh vẫn chưa về Đến khi cô ngủ được một giấc thì anh mới tới nhà. Cô quan tâm thì anh tỏ vẻ mệt mỏi. Giờ này mà em chưa ngủ sao? Ngủ muộn thế mai mệt mỏi lại cáu gắt với anh. Em đợi anh về mà, anh về muộn mà không nói làm cho em lo. Em toàn lo nghĩ linh tinh, đi ngủ đi. Anh chưa ăn thì hâm nóng thức ăn trên bàn lên mà ăn. Nước nóng em vẫn bật đấy. Nói rồi, Linh chùm chăn đi ngủ, mặc kệ Đức. Cô không thèm quan tâm anh nữa. Trước, Công ty có khó khăn hay dự án gì, anh đều chia sẻ với cô, chỉ cần lời động viên của cô là anh lại có động lực. Sao lần này anh mệt mỏi đến như thế mà chẳng nói với cô lời nào, toàn để cô phải nghe từ người thứ ba. Anh thay đổi thật rồi, hay do mình đã khó tính quá làm cho anh mệt mỏi, đã quá giới hạn chịu đựng của anh rồi sao? Nhưng trước đó không phải hai người đã thống nhất là nếu không hài lòng chuyện gì ở đối phương thì phải nói ngay sao? dù anh có giận cô chuyện gì cũng cần phải nói ra chứ không được tỏ vẻ hờ hững như vậy cô cũng đã thể hiện tình cảm của mình rồi không lẽ anh không cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của cô cho anh mấy ngày nay thôi chẳng nghĩ nữa bổn cô nương giận rồi không thèm quan tâm đến anh nữa từ hôm đó đức vẫn đi sớm về muộn vẫn giữ khoảng cách với linh cô cũng chiến tranh lạnh với anh không còn chuẩn bị nước nóng đồ ăn cô ăn xong cũng dọn đi luôn đi ngủ sớm không thèm đợi anh nữa đức dù biết cô giận nhưng anh chẳng nói gì cả cô không hiểu nổi đức đang nghĩ gì và đang muốn thế nào nói không quan tâm cũng không hẳn dù muốn ngủ trước nhưng khi đức chưa về thì linh cũng không thể ngủ được cô chỉ giả vờ nhắm mắt mỗi khi anh về cô đều biết hết khi anh lên giường nằm bên cạnh cô thì cô mới yên tâm ngủ cũng vì đó mà cô thấy rằng dạo này đức rất hay sử dụng điện thoại muộn nhiều lúc cô giả vờ trở mình về phía anh thì thấy hình như anh đang nhắn tin cho ai đó nhắn rất nhiều mà người đó trả lời lại cũng rất nhiều nhưng cô ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ anh ngoại tình ra khỏi đầu vì cô hiểu anh mà ngày trước lúc anh yêu mai an dù có là cô gái xinh đẹp tài giỏi đến đâu tỏ tình anh cũng từ chối anh Trung Thủy ai ai cũng biết sẽ không có chuyện anh có người khác đâu. Nhưng giờ cô đang có bầu, không đáp ứng được anh, có khi nào anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác để giải quyết nhu cầu không? Anh cũng là đàn ông, anh lại nhạt với mình bấy lâu nay, không phải vì có người khác chứ? Những suy nghĩ đó cứ nhảy loạn trong đầu Linh, nhưng cô không thể chấp nhận được. Cô vẫn tin anh không phải là người như thế. Anh được giáo dục đàng hoàng, cũng là người ấm áp chậm tính và kiên trì sẽ không vì những ham muốn nhất thời mà đánh mất gia đình đâu. Chắc là anh đang nhắn tin bàn công chuyện thôi. Nhắn với bổ nhí cũng đâu cần nói nhiều như văn tế thế. Nghĩ rồi, cô lại ngủ tiếp, không còn quan tâm đến việc này nữa. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì thấy Đức đã không nằm bên cạnh nữa, có lẽ anh đi làm rồi. Tinh tinh, chợt điện thoại Linh có tin nhắn là thư ký của cô Chi Mai cũng kiêm luôn chức bản thân lâu năm của cô. Từ đợt bầu bì không lên được công ty, nếu không có Chi Mai giúp đỡ mang tài liệu qua lại giữa nhà và công ty cho cô thì cũng khá vất vả. Tin nhắn của Chi Mai Ê mày, đây là anh Đức đúng không? Ông nắm tay con nhỏ nào đây, tao đăng ký thảo luận hợp đồng với khách hàng quán cà phê, thấy ông ta ngồi ngay đằng trước này. Đính kèm dòng tin nhắn là hình ảnh chụp góc nghiêng của một người đàn ông có vẻ ngoài rất giống đức đối diện là một cô gái hai người đang nắm tay nhau nhưng cô không nhìn rõ mặt của người con gái kia cũng không chắc có phải là đức không thấy thế cô liền nhắn lại cho chi mai bây giờ tao thử gọi điện cho anh đức nếu mày thấy người đàn ông kia có điện thoại thì đúng là anh đức rồi nói là làm linh gọi ngay cho đức sau một hồi chuông thì đức bắt máy chồng à anh đang ở đâu thế anh đang tiếp đối tác, có chuyện gì đấy vợ? À không có gì, em hỏi tối nay anh có về sớm không thôi, em thèm bánh ngọt ở quán cà phê cũ, nếu anh về qua thì mua cho em nhé. Ừ, tối về qua anh mua cho em. Nói rồi Đức cúp máy, xong cô liền thấy Chi Mai nhắn lại. Đúng là anh Đức mà, lúc cô điện thoại tao thấy ổng đứng lên ra ngoài nghe, tao nhìn rõ mặt rồi nhưng không biết người phụ nữ kia là ai, cô ấy ngồi đối diện tao nên không thể đưa máy lên chụp được anh đức nói chỉ là đối tác thôi không sao đâu linh nói đối tác gì mà nắm tay nhau thế à thôi để sau đi mày lo bàn hợp đồng cho tốt chuyện này để tao tính đặt điện thoại xuống linh nhớ lại khoảng thời gian gần đây anh lạnh nhạt với cô tỏ ra không quan tâm cô lại thường xuyên về muộn không lẽ anh có nhân tình ở ngoài thật sao cô không thể tin được từ lúc quen biết cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có người phụ nữ khác thì đang trong một mối quan hệ nhớ lại chuyện anh yêu mai an thời còn đi học bao nhiêu vệ tinh xung quanh nhưng anh còn chẳng thèm nhìn tới hơn thế trong thời gian yêu cô và khi họ cưới nhau không bao giờ anh tỏ ra chán ghét tình yêu hay cảm thấy chán mối quan hệ này nhưng thái độ dạo gần đây của anh thật lạ nếu như ngày trước mặc dù có nhiều công việc anh cũng sẽ về nhà sớm vừa làm vừa nói chuyện với cô nhưng tại sao dạo gần đây anh lại không thế nữa mà mỗi lần về nhà thể chất đều có vẻ rất mệt mỏi không lẽ anh không thể chịu được mấy tháng vợ có bầu hay sao càng nghĩ linh càng thấy hoang mang đau lòng đức không phải là một người dễ rung động anh yêu ai là sẽ dành chọn tình cảm với người đó mà thái độ của anh thay đổi với cô chỉ sau một đêm nếu nói hai người có bất đồng từ trước thì không nói làm gì đằng này hai người đang rất vui vẻ mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi anh đã có thái độ hờ hững lạnh nhạt với cô rốt cuộc người phụ nữ kia chỉ là đối tác đơn giản hay anh thực sự đang lừa dối cô anh thực sự đang trong mối quan hệ với người phụ nữ khác và phản bội trong khi cô đang vất vả mang thai dòng máu của anh tối hôm đó khi về nhà đức mua bánh cho linh thật vẫn là chiếc bánh kem vị dâu cô yêu thích ở quán cà phê quen của hai người anh không hề có thái độ hay hành động gì khác lạ vẫn có chút lạnh nhạt như mấy hôm nay nhưng anh vẫn chiều theo mong muốn của cô biết cô giận anh vẫn làm việc nhà nấu cơm sẵn đó không để có phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì trước đó mẹ chồng và anh có đề xuất thuê giúp việc nhưng linh thấy nhà có hai vợ chồng cô cũng không quen có người lạ trong nhà nên không đồng ý Đức vẫn vui vẻ đảm nhận rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo khi vợ mang bầu. Nó như thói quen sinh hoạt thường ngày của anh vậy, không bao giờ anh kêu ca hay trách cô điều gì. Nhìn chiếc bánh kem trên mặt bàn, Linh tiến tới, cầm lấy chiếc muỗng, vừa xúc miếng bánh đầu tiên, cô vừa hỏi Đức. Này anh tiếp đối tác có mệt không ạ? Hãy em gọt hoa quả mình cùng ăn nhé. Đang thu dọn đống tài liệu, trên bàn làm việc, Đức ngừng lại, mất mấy giây, anh nói anh không mệt anh cũng vừa ăn tối rồi em ăn nhanh không kem chảy là không ngon đâu thực ra nói là lạnh nhạt thì hơi quá đúng là anh vẫn rất quan tâm cô nhưng mức độ thể hiện đã giảm đi thấy rõ và linh cảm cho thấy anh đang muốn lảng tránh cô lời nói quan tâm hành động quan tâm nhưng nét mặt và ánh mắt anh đã không còn như trước không còn sáng lên, mỗi khi thấy cô cười, không còn âu yếm ngồi nhìn cô ăn, không còn tỏ ra trẻ con nũng nịu mỗi khi nói chuyện với em bé nữa. Nếu anh có mệt mỏi quá thì cứ tâm sự với em nhé, em có thể chia sẻ cùng anh mà, chúng ta là vợ chồng, không nên giữ quá nhiều tâm tư trong lòng. Anh vẫn ổn mà, em đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai đến lịch em đi khám thai đó, nhưng mai anh bận mất rồi, anh nói mẹ đứa em đi nhé. Ừ nhỉ, mai đến lịch khám định kỳ mà cô quên mất anh vẫn còn nhớ nghĩa là vẫn còn quan tâm đến cô vậy là cô chỉ nghĩ vớ vẩn thôi biết ngay mà làm sao có chuyện anh ngoại tình bên ngoài được chắc chắn cái nắm tay kia là xã giao cũng có thể là do góc chụp lên nhìn lầm thì sao suýt nữa thì mình đã hiểu lầm chồng cô gật đầu vâng anh cứ lo công việc ạ à. em đi cùng mẹ rồi tiện mua sắm đồ cho em bé luôn chắc em cũng sắp sinh rồi nghe cô nói xong đức chợt đi đến bên cô ôm lấy cổ cô từ đằng sau có phải em đã vất vả lắm không? Anh xin lỗi, vì thời gian này anh quá căng thẳng mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Xong việc anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em và con." Nắm lấy bàn tay của chồng, Linh xúc động. Trong phút chốc, những suy nghĩ linh tinh về chuyện đức ngoại tình, những giận hờn khi trước trong Linh bỗng tan biến hết. Có lẽ tình cảm của cô và Đức lại trở về như cũ rồi. Anh bắt đầu quan tâm cô trở lại và dịu dàng ấm áp như ngày trước rồi linh vui vẻ ăn hết chiếc bánh kem nhìn lại cái bụng đang nhô cao đứa bé đáng yêu này làm cô đã tăng cân không ít hồi ốm ngén khó ăn bao nhiêu thì giờ cô ăn nhiều bấy nhiêu cái gì cô cũng thèm mẹ cô bảo đây là dấu hiệu tốt cố gắng ăn nhiều cho em bé khỏe mạnh sau này đỡ ốm đau bệnh tật còn vóc dáng cô có thể lấy lại mà hôm nay tự nhiên linh thấy thật yêu đời cô định sẽ đợi đức làm việc xong sẽ cùng anh đi ngủ đang rảnh không có gì làm, cô vào nhà tắm, cầm đồ định đi giặt, đang phân loại quần áo, bỗng cô thấy một tờ giấy rơi xuống sàn nhà, cầm lên đọc thì là kết quả siêu âm, đập thẳng vào mắt Linh là cái tên Nguyễn Mai An cùng cái thai 2 tháng tuổi. Đây là gì thế? Tại sao kết quả siêu âm của Mai An lại trong túi áo Đức? Không lẽ, không lẽ những điều cô đang lo sợ là sự thật, không những anh ngoại tình mà còn có con ở bên ngoài? Hơn nữa, đó không phải ai khác, mà lại là người yêu cũ 6 năm của anh. Linh như suýt ngã quỵ, cô không thể chấp nhận sự thật này. Sự thật mình bị phản bội trong lúc tưởng chừng là hạnh phúc nhất. Nhưng cô quyết định chưa làm ẩm ý lúc này, để xem tâm tính của Đức có thay đổi không. Cô định xem anh muốn diễn kịch đến bao giờ, rồi Cô sẽ ly hôn, cô không thể chấp nhận bản thân chung chồng với người khác, dù có là người cô yêu bao lâu đi chăng nữa. Ngày hôm sau, đúng như lời Đức nói, 9 giờ sáng, vẫn còn đang nằm ngủ nướng, Linh đã nghe thấy tiếng chuông cửa ấn mấy hồi. Ngái ngủ bước ra mở cửa, mẹ chồng cô đã nghiêm chỉnh đứng đó từ bao giờ. Bà nói, con bé này chưa tỉnh hả? Chuẩn bị quần áo mẹ đưa đi, đi khám nào, gần trưa rồi, khám xong mẹ đưa con đi ăn luôn, Linh vui vẻ mời mẹ vào nhà, bảo bà đợi một chút, cô đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi luôn. May mắn là cả mẹ và con đều đang rất khỏe mạnh, em bé phát triển tốt. Nhìn đứa bé đã thành hình nằm gọn trong bụng mình, Linh bất giác cười hạnh phúc. Chỉ 2-3 tháng nữa thôi, thiên thần nhỏ sẽ chào đời, sẽ nằm gọn trong vòng tay của cô, rồi cô sẽ được gọi là mẹ, được dạy em bé nói, dạy em bé đi. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi cô đã chuẩn bị trở thành một người mẹ tuyệt vời như hai người mẹ của cô vậy nghĩ đến đây cô nhanh chóng gửi kết quả siêu âm cho mẹ ruột mẹ chồng cô bên cạnh thấy thế cũng mừng theo bà cũng sắp có cháu nội để bế bồng rồi hai ông bà ở trong căn nhà rộng lớn rất cô đơn ra vào thấy mặt nhau giờ nếu có thêm đứa trẻ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt khám xong mẹ chồng hỏi linh muốn ăn gì suy nghĩ một lúc cô trả lời con biết mà nhà hàng Âu có món bít Tết rất ngon, à? mình đi nha mẹ, ở đó cũng gần công ty của chồng con. Giờ này chắc anh cũng đang chuẩn bị ăn trưa, hay mình tới đó rủ anh Đức nha mẹ, cho anh xem em bé của chúng con luôn. Mẹ thấy cũng được đó, vậy thì chúng ta xuất phát thôi, mời cô công chúa nhỏ của mẹ lên xe nào. Vừa nói, bà vừa mở cửa xe cho Linh bước lên. Đúng là mẹ nào con đấy. cô biết Đức Ga Lăng là được thừa hưởng từ ai rồi, không phải bố anh mà là mẹ anh đến công ty của Đức. Hai người đang dắt tay nhau định đến chỗ thang máy đi lên phòng của Đức. Thì một cảnh tượng làm hai người sững sờ. Đức đang ôm một người phụ nữ. Có vẻ cô ta đang khóc. Bên cạnh hành lang chỗ gần thang máy, cả Linh và mẹ chồng đều như chết lặng. Đó không phải Mai An sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao hai người lại thân thiết đến vậy? Tuy là Thanh Mai trúc mã từ bé, nhưng hai người đã từng là người yêu cũ. Nghe nói cô ấy đã có gia đình, Đức cũng vậy. Không có lý do nào hai người đó có thể thân thiết đến như vậy. Mẹ chồng định đi lại chỗ đó để hỏi cho rõ ràng. Nhưng Linh đã ngăn lại, cô cũng bất ngờ khi bắt gặp cảnh này. Nhưng với cô chẳng còn gì bất ngờ hơn tờ giấy khám thai ngày hôm qua. Cô muốn một lần vạch tội Đức, sẽ không bứt dây động rừng để anh ta viện cớ thoái thác thế này. Linh nói, mẹ, mình đến đó trong hoàn cảnh này không thích hợp lắm Mẹ để con về nhà nói chuyện với anh Đức trước nha mẹ Nhớ đâu lại là hiểu lầm Ngần ngờ một lúc Thì bà cũng đồng ý Hai người quay trở ra xe Và đi đến nhà hàng dùng bữa Nhưng giờ phút này Còn ai nuốt nổi nữa Hai người nhanh chóng ăn cho xong Rồi bà lại đưa cô về nhà Cũng không còn tâm trạng Để đi mua sắm đồ cho bé yêu nữa Trước khi quay lại nhà mình Bà có dặn Linh Dù có xảy ra chuyện gì con cũng phải giữ bình tĩnh, không được kích động quá làm ảnh hưởng đến cả con và đứa bé. Có chuyện gì bắt buộc phải gọi cho mẹ nhé, mẹ sẽ luôn ở bên con. Nước mắt Linh lại chảy xuống. Từ trước cô đã là một đứa mau nước mắt, nay bầu bí lại càng dễ xúc động. Nghe mẹ chồng nói như vậy, cô không khỏi cảm động, bà luôn đối xử với cô dịu dàng như thế. Nếu đức có quan hệ bất chính với Mai An thật thì bà sẽ thế nào đây? Liệu khi đó là sẽ vẫn thương cô hay là muốn con trai mình được hạnh phúc, dù sao thì Mai An cũng được ông bà quen biết từ nhỏ, nếu không vì cô chia tay anh thì chắc chắn cô là con dâu của bà rồi. Chắc hẳn ngày xưa bà cũng yêu quý Mai An lắm. Vừa nghẹn ngào, Linh vừa nói, "Con nhớ rồi ạ, à, mẹ đi về đi kẻo bố đợi, mẹ nhớ lái xe cẩn thận nhé, con sẽ gọi cho mẹ, mẹ đừng lo." Tối hôm đó đã muộn, nhưng Đức vẫn chưa thấy về hôm nay linh không ăn cơm trước một phần vì cô nuốt không trôi một phần muốn đợi đức về để nói chuyện rõ ràng đêm muộn mới thấy anh trở về linh đang ngồi một mình bên bàn ăn nguội ngắt anh sửng sốt em làm gì ở đây thế em chưa ăn sao em không khỏe trong người hả em đợi anh về anh bảo em ăn trước anh về muộn mà tại vì hôm nay anh anh lại bận đúng không lại tiếp đối tác hả ừ hôm nay anh đối tác của anh là mai an à không để anh nói hết câu linh lại hỏi em sao em biết được không như em nghĩ đâu anh và cô ấy em đã thấy hai người ôm nhau cô ấy còn khóc trên vai anh đối tác bây giờ có đặc quyền thế sao anh em thấy rồi hả nhưng em phải nghe anh giải thích anh và cô ấy không có mối quan hệ gì cả bọn anh bọn anh vậy là không có mối quan hệ sao bây giờ đã thành bọn anh luôn rồi tại sao thì anh em đã làm sai ở đâu sao hay anh nhận ra anh vẫn yêu cô ấy không linh à anh chuyện này giải quyết xong anh sẽ nói rõ với em mong em cho anh một chút thời gian thời gian ư ừ. em còn phải đợi để nghe anh giải thích về chuyện anh qua lại với người yêu cũ trong khi đã có vợ và sắp có con sao em rốt cuộc là gì trong mắt anh thế hả đức anh xin lỗi vì không nói với em từ đầu nhưng anh với cô ấy là trong sạch trong sạch mà nắm tay ôm ấp nhau sao ai biết sau lưng em hai người có làm chuyện gì quá đáng hơn thế linh em có biết em đang nói gì không mai an không phải loại người đó anh cũng thế anh bảo vệ cho cô ấy à em đã nói động đến cô ấy chút nào đâu hôm nay một là anh giải thích hay là chúng ta chia tay em thôi được rồi anh chỉ giúp công ty cô ấy lấy lại cổ phần thôi cô ấy gặp khó khăn trong hôn nhân anh ta đối xử với Mai An không tốt và định chiếm công ty của cô ấy. Anh chỉ muốn giúp danh nghĩa bạn bè thôi. Còn chuyện thân mật, thực ra anh chỉ muốn an ủi cô ấy thôi. Bọn anh thực sự trong sạch. Thôi được rồi. Em hiểu rồi. Anh không cần nói thêm gì nữa. Em sẽ sang bố mẹ ở trong thời gian tới. Anh nghĩ xem những lời anh vừa nói có thuyết phục không? Anh đặt mình vị trí của em xem. Em cảm thấy thế nào? Hôn nhân này có tiếp tục được không? Có lẽ em cần phải suy nghĩ. Đức ạ! À? Cô thực sự không muốn nghe anh nói gì thêm vì nãy giờ câu nào của anh cũng đều bao biện cho mai an đó không phải giải thích đó là tìm lý do dù có ép anh nói thêm nữa thì cô cũng sẽ chỉ nghe những câu tương tự anh bảo vệ mai an anh thanh minh bọn họ trong sạch còn cảm nhận của cô thì sao anh không hề để tâm đến cũng không nói với cô một câu xin lỗi một câu muốn được tha thứ và duy trì mối quan hệ hôn nhân này linh à Giờ đã gần 1 giờ sáng rồi Em đi sẽ rất nguy hiểm Bố mẹ sẽ không còn thức nữa Nếu em muốn thì anh sẽ đi Em cứ ngủ lại đây Mọi chuyện mai giải quyết sau được không Anh thậm chí còn không níu giữ cô Anh muốn tránh xa cô thật Cô cười lạnh Không em sẽ đi Em không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa Linh Đức gọi níu lại Anh đưa em đi Không cần đâu anh còn không biết em đi vì không muốn thấy anh nữa sao nói rồi linh còn không cả chịu khoác thêm chiếc áo chân vẫn đi đôi xép trong nhà bước ra khỏi nhà tay ấn gọi taxi ngồi trên xe cô không biết giờ mình nên đi đâu giờ về nhà mình chắc chắn bố mẹ cô sẽ rất lo lắng rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn cuối cùng cô bảo bác tài đưa đi cô đến nhà bố mẹ chồng đứng một hồi lâu trước cổng nhà, gió đêm lạnh lẽo phả vào người cô, nhưng gió nào làm cô lạnh bằng cái lạnh trong lòng cô được. Cô ôm chiếc bụng đang nhô cao, đứa bé đang đạp cô nhưng muốn an ủi mẹ nó đừng buồn nữa. Ngủ đi con, đừng quấy mẹ nữa nha. Vừa xoa bụng cô vừa thủ thị. Mẹ Đức hôm nay trong lòng rất bất an, đến bây giờ bà vẫn chưa ngủ được. Chẳng chọc qua lại, băn khoăn về chuyện của hai đứa con mình từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Linh nhắn lại cho bà Không biết chúng nó nói chuyện với nhau chưa Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con trai bà thế Trước thì giờ bà hiểu Đức không có thói trăng hoa Và cũng rất chân thành trong chuyện tình cảm Nhưng Mai An là người đặc biệt Quen biết nhau hơn 20 năm Yêu nhau hơn 6 năm Cũng khó tránh khỏi tình cũ không rủ cũng tới Nó mà thật sự phản bội con bé Linh Mình phải làm sao đây Thằng trời đánh này sắp có con đến nơi rồi mà nó làm gì thế không biết. Không biết con bé Linh có suy nghĩ gì vớ vẩn không, con bé có đau lòng nhiều không. Giờ này không biết nó đã ngủ chưa. Bà cứ trần chọc, quay đi quay lại mãi mà không ngủ được. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi. Cuối cùng, bà ngồi dậy định ra ban công hít thở chút cho thoải mái. Đang đứng vươn vai thì bà thấy có bóng người đang đứng dưới cổng là một người phụ nữ khẽ giật mình tưởng mình gặp ma. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô gái ấy có dáng vẻ rất quen thuộc, tay lại đang xoa xoa bụng. Là Linh. Trời ơi, sao giờ này con bé lại đứng đây? Sao không ấn chuông mà lại đứng đó mãi thế? Trời ơi, cái con bé này. Nói rồi, bà chạy vội vào trong phòng, đánh thức ông Phú, chồng bà dậy. Ông ơi, con bé Linh đang đứng trước cổng nhà mình kìa, xuống mở cửa xem nó có chuyện gì, dậy đi ông. Có chuyện gì thế bà? Linh nào, Ông Phú vẫn còn ngái ngủ Còn dâu mình chứ đứa nào Dậy nhanh lên ông Chẳng đợi ông Phú tỉnh ngủ Bà vơ vội cái áo khoác chạy xuống dưới nhà Nhìn thấy mẹ chồng Linh khẽ sững người Sao bà vẫn chưa ngủ Sao bà biết cô tới đây Trời ơi cái con nhỏ này Sao không ấn chuông Mẹ không nhìn thấy thì mày định đứng đây đến bao giờ hả con Vừa nói bà vừa luống cuống mở cổng Đến nỗi chìa khóa rơi đến hai lần Bà mới mở được cổng Khoảng khắc chiếc cổng vừa được mở ra Linh lao đến ôm chầm lấy bà Phú Bà vội lấy chiếc áo khoác choàng lên người cho cô Vào nhà đi đã Đứng ngoài này gió lạnh lại cảm bây giờ Vào đi có chuyện gì từ từ nói Hai người vừa vào đến cửa nhà Thì ông Phú cũng xuống đến nơi Linh khẽ gật đầu chào bố Ông hỏi có chuyện gì thế con Hai đứa cãi nhau sao Sao lại đến đây vào giờ này Cái ông này bình tĩnh đất nào Ông hỏi thế ai trả lời được Bà Phú quay sang vừa lườm vừa trách chồng bà chạy vào bếp pha cho linh một cốc trà gừng nóng sợ cô bị cảm lạnh cầm cốc nước trên tay vừa xoa xoa sự ấm áp tỏa ra từ cốc nước nhìn thấy ánh mắt quan tâm của ông bà phú linh cũng cảm thấy được xoa dịu một chút cô không khóc cũng không biết hôm nay cô lấy dũng khí ở đâu để tường thuật lại toàn bộ lời nói của đức đã nói với cô tối nay mẹ không bênh nó nhưng mẹ biết nó không phải là loại người đó nếu nó đã nói như vậy thì con cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt thời gian này cứ ở đây với bố mẹ đừng suy nghĩ gì cả mọi chuyện để mẹ giải quyết mẹ chắc chắn sẽ thay mặt đứa con trai hư đốn đó cho con một câu trả lời thỏa đáng bà phú nắm tay cô nói thế là ngay sáng hôm sau bà phú cho người về nhà dọn đồ của linh sang nhà bà hết đức thấy thế cũng chỉ biết bất lực nhìn người ta dọn đồ của vợ mình đi mày kể rõ mọi chuyện cho mẹ nghe rút cuộc mày với con bé mai an là quan hệ gì hai đứa tại sao lại qua lại không phải thế ạ à? nói rồi anh kể hết mọi chuyện của mai an cho mẹ nghe nghe xong bà cũng thất kinh không ngờ con bé ấy vốn sinh ra trong một gia đình cũng được coi là danh giá cứ ngỡ cuộc đời sẽ hạnh phúc sung sướng ai mà ngờ đâu lại ra nung nỗi đó nhưng hôm đó mẹ thấy hai đứa có tiếp xúc cơ thể con định giải thích thế nào về chuyện này thực ra đến bây giờ tình cảm của con không phải là tình yêu dành cho mai an nữa con giúp cô ấy chỉ xuất phát từ lòng thương cảm dù sao lớn lên cùng nhau con không thể nhìn cô ấy khó khăn mà không giúp được con chỉ là muốn ôn để an ủi mai an thôi không ngờ trong mắt người khác mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế con không giải thích rõ cho linh vì đến giờ chuyện của mai an vẫn chưa xong nếu con giải thích nhưng vẫn tiếp tục tiếp xúc với mai an thì tất cả sẽ trở thành giả dối con định giúp an xong sẽ giải thích rõ ràng và nhận lỗi với linh sau nhưng con có biết im lặng như thế sẽ giết chết một mối quan hệ không con bé vẫn sẽ hiểu lầm con nó còn đang mang thai nữa nếu nó áp lực quá mà có chuyện gì thì con sẽ chịu trách nhiệm được không đức à con chỉ là đang ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thôi còn cảm xúc của con bé thực chất con không hề để tâm tới con thôi được rồi chuyện của con bé mai an nếu giúp được mẹ sẽ nói với bố con ra tay giúp nó dù gì bố mẹ hai bên thân thiết với nhau đã lâu Bố mẹ con bé cũng giúp công ty nhà mình rất nhiều Còn Linh sẽ ở bên đó một thời gian Đang giai đoạn nhạy cảm Nếu con không quan tâm được Thì cũng đừng có làm gì tổn thương con bé Nó sắp đến kỷ sinh nở rồi Nếu lỡ may Đấy mẹ dặn rồi cứ thế mà làm Cùng với quần áo Và đồ dùng của Linh về nhà Trên đường về bà Phú suy tư rất nhiều Về chuyện của Mai An Thực ra lúc trước Bà cũng cứ nghĩ con bé sẽ là con dâu của bà Bà biết Mai An từ khi cô còn bé Con bé thông minh, mạnh mẽ Và cũng rất hiếu thảo Hơi khác với Linh Mai An mang vẻ đẹp sắc sảo từng trải Vì cô phải tiếp quản công ty từ sớm Chứ không dịu dàng, đoan trang như Linh Bà cũng rất quý Mai An Nhưng duyên phận không thể nói trước Chuyện tình cảm của lứa trẻ Bà cũng không xen vào Hai đứa quyết định thế nào bà vẫn tôn trọng sau khi chia tay thỉnh thoảng mai an vẫn ghé nhà hỏi thăm sức khỏe của ông bà phú chỉ là không liên lạc với đức thôi ông bà cũng coi cô như một thành viên trong gia đình vậy chồng mai an là một người trẻ có chỗ đứng trong giới kinh doanh công nghệ anh ta là một trong những người trẻ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng có tham vọng và trí tiến thủ thường xuyên được nhắc tên trên báo đài nghe nói anh ta thích mai an từ một buổi tiệc của công ty là đối tác chung của hai người không ngờ rằng Bản tính anh ta lại biến thái và bạo lực đến như vậy Không thể để mọi chuyện cứ mãi tồi tệ như thế Bà nhấc máy gọi cho Mai An Chào con, là bác đây Giờ con có rảnh không? Bác muốn gặp con nói chuyện một chút Dạ, hiện giờ con cũng rảnh ạ Bác ở đâu để con qua đó ạ Mai An trả lời Không cần đâu con Bác gửi địa chỉ cho con nhé Bác đang trên đường qua đó rồi Vâng ạ Một lúc sau Khi đến một quán cà phê có hơi hướng cổ điển Bà Phú thêm Mai An bước tới Bà đưa tay lên vẫy cô lại phía mình Trời ơi Mới cách đây không lâu mới gặp cô Mà sao giờ con bé lại xanh sao như thế Mái tóc dài cũng đã được cắt ngắn ngang vai Khuôn mặt dù có trang điểm kỹ càng thế nào Cũng không thể che được sự mệt mỏi Những vết bầm trên mặt Nhìn cô Bà Phú thấy thật thương xót Bà không biết nói gì Chỉ biết đứng lên Trao cho cô một cái ôm ấm áp Giờ thì bà cũng hiểu tại sao con trai bà lại không kìm được mà phải ôm lấy Mai An. Dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, người khác nhìn cũng nhìn ra cô đang rất đau khổ. Đến bà còn thấy thương hại, nói gì đến một người gắn bó lâu với Mai An như Đức. Ngồi im lặng để chấn tĩnh một lúc, bà Phú nói. Đức kể cho bác nghe hết chuyện của con, giờ con tính thế nào? Mai An cúi mặt, mắt cô long lanh, Cô cố, cố kiềm chế để chúng không rơi xuống. Con cũng không biết nữa bác ạ. Anh ta kiểm soát mọi hành động của con. Đức bảo con lén đặt camera ẩn để ghi lại hành động bạo lực của anh ta. Nhưng dạo gần đây anh ta bận chuyện công ty cũng ít về. Con cũng được tự do hơn. Nhưng con cũng không biết lúc nào anh ta lại lên cơn. Còn về chuyện công ty, con đang cố tập hợp cổ đông để giành lại quyền kiểm soát nhưng thế lực anh ta quá lớn chỉ một vài người trung thành với cha con đã đồng ý còn lại thì bác hiểu rồi chuyện công ty bác sẽ nói lại với bác trai để giúp con cộng thêm đức và có thể là con dâu bác nữa chắc chắn con sẽ thành công còn chuyện ly hôn con phải cẩn thận tự bảo vệ lấy bản thân con nhé có nhiều cách để chứng minh hắn bạo lực con không phải cố chịu đựng nhỡ đâu dạ bác đừng lo ạ à. con sẽ không để bản thân phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa ạ à. Thế cho bác mạo muội hỏi con Con với Đức bây giờ là mối quan hệ thế nào? Còn với anh Đức hoàn toàn không còn tình cảm với nhau nữa à? Con biết anh ấy đã lấy được một người vợ như ý Lại sắp có con Sao con dám phá hoại đi hạnh phúc ấy chứ? Con là người yêu được cũng bỏ được Con sẽ không có ý nghĩ gì để quá giới hạn với Đức ạ à? Bác biết là sẽ như vậy mà Bà Đúc thở phào Chúng con được nuôi dạy tử tế Bác biết là hai đứa biết thế nào là đúng Thế nào là sai Thực ra bác tìm con, con vì chuyện là vợ của thằng Đức đang mang bầu, nó hay suy nghĩ tiêu cực. Mà hôm trước nó thấy hai đứa ôm nhau, giờ vợ chồng chúng nó đang ly thân, con bé cũng sắp sinh rồi. Bác không biết phải giải quyết thế nào, chuyện của giới trẻ các con, các con phải tự giải quyết với nhau thôi. Dạ con hiểu ạ, con sẽ giải thích rõ ràng với Linh. Hai bác con nói chuyện thêm một chút nữa thì chia tay nhau. Thật đáng thương, trong một quãng đời tươi đẹp của Mai An hy sinh vì lợi ích chung để rồi bản thân nhận biết bao đau đớn thiệt thòi cả về thể chất và tinh thần lại nói với linh cô đang chuẩn bị bữa tối cùng bác giúp việc nhà bà phú cho đỡ buồn chán thì có số lạ gọi đến cô nhấc máy chào linh tôi là mai an cô có tiện để chúng ta gặp mặt bây giờ được không linh thoáng bất ngờ cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mai an sẽ gọi cho cô cũng chưa từng nghĩ là cô sẽ gặp người mà mình đang nghi ngờ là nhân tình của chồng định thần lại cô cũng trả lời chào cô cô gửi địa chỉ tôi sẽ đến vừa ra khỏi cửa thì cô gặp bà phú trở về thấy con dâu có vẻ vội vàng bà hỏi tối rồi con còn đi đâu thế không ở nhà ăn cơm sao con đi có việc chút ạ à? bố mẹ cứ ăn trước lát về con ăn sau ạ à? nói rồi cô đeo giày rồi lên thẳng chiếc taxi đang đợi sẵn ngoài cổng linh đi đến quán cà phê mà mai an gửi định vị từ trước Thực ra nó vẫn là quán, mà khi nãy Mai An gặp bà Phú, khi tiễn bà về, cô lại quay lại đây hẹn gặp Linh. Thấy Linh ngồi, nhưng vẫn không nói gì, Mai An mở lời trước. Nghe nói cô và Đức đang cãi nhau, vì tôi sao? Thái độ Mai An khác hoàn toàn với thái độ khi nãy nói chuyện với mẹ Đức. Tôi và anh Đức yêu nhau 6 năm, chắc cô cũng biết, cô nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng quên tôi sao? Cô, cô muốn gì? linh thể hiện rõ sự tức giận trước thái độ canh kiệu của đối phương muốn gì sao tôi muốn gì cô còn không rõ trả lại anh đức cho tôi anh ấy yêu tôi trước đây cũng vậy và hiện tại sau này anh đức là của tôi <laughs> không phải chính cô là người từ bỏ đến đi theo người đàn ông khác sao cô không thấy mình trơ trẽn à người thứ ba chen chân vào không phải cô sao nhân lúc tôi và anh ấy chia tay để tạo cơ hội tiếp cận cô nghĩ cô huy hoàng lắm sao linh tình yêu mãi mãi là tình yêu Anh Đức yêu tôi, không phải cô Nói rồi, trước mặt Linh Cô ta gọi điện cho Đức Bật loa ngoài, giọng sợ hãi Nói cần anh giúp Không ngần ngại, Linh thấy Đức hốt hoảng Bảo cô ta gửi địa chỉ để anh ta tới ngay Linh sững người Cô không còn biết phải nói gì Chẳng lẽ bản thân mình Là người thứ ba thật Cô còn nghi ngờ chính bản thân mình Rốt cuộc Đức yêu cô để quên đi Mai An Hay là anh yêu cô thật cái linh cần lúc này là một câu trả lời đã mấy tháng nay linh không gặp đức cũng không còn liên lạc với anh cô không chủ động là anh cũng mất tích vậy sao chẳng lẽ anh không nhớ cô không nhớ con của mình sao tối hôm nay linh tự nhiên thấy khó chịu trong người từ lúc gặp mai an về bụng cứ lâm dâm đau cô nghĩ mình ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ không nghĩ đến hôm nay bé cưng muốn chào đời rồi đang ăn cơm thì nước ở phần dưới của cô chảy xuống ướt hai bên chân bụng của đau dữ dội làm rơi cả bát cơm trên tay xuống ông bà phú hốt hoảng trời ơi con bé vỡ ối rồi sắp sinh rồi mau mau gọi cấp cứu mau lên ông bà phú hoảng hốt hét lên cơn đau làm linh mất nhận thức về mọi thứ xung quanh cô đau như chết đi sống lại toát hết cả mồ hôi thở gấp đau đớn nhìn không rõ mọi vật cũng không nghe rõ những ai đang nói, chỉ nghe ong ong tiếng bà Phú liên tục gọi tên cô, nắm chặt lấy tay cô. Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Linh được đưa vào phòng sinh ngay lập tức. Trong lúc cô đau đớn nhất, luôn có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô không rời nhưng muốn bảo vệ cô bằng cả tấm lòng của mình. Linh có cảm nhận từng bàn tay đó và cô cứ nghĩ đó là bà Phú. Hai tiếng sau, cửa phòng sinh mở ra, bên ngoài là hai bên gia đình bố mẹ của đức và linh đức từ phòng sinh bế ra một đứa trẻ anh tươi cười là một tiểu công chúa giống y như vợ yêu của con vậy mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc cuối cùng sau bao vất vả thì cũng mẹ tròn con vuông linh vì mệt quá đã thiếp đi cô đang được đưa đến phòng hồi sức khi tỉnh dậy linh thấy mình đang nằm trong phòng bệnh sờ xuống dưới bụng thì xẹp lép như hồi chưa chồng quay sang thì đang thấy hai ông bà thông gia đang âu yếm một đứa trẻ. Cô thều thào, mẹ, con của con. Ngoái lại, Thế Linh đã tỉnh, mẹ cô vội chạy lại, đỡ cô lên. Bà Phú mang đứa bé tới bên cô, dịu dàng nói. Đây là con gái của con, nhìn có yêu không cơ chứ, con định đặt tên con bé là gì? Đưa tay đỡ lấy đứa bé nhỏ xinh đang ngủ ngon, Linh mỉm cười. Hải Đường, Hải Đường là tên của con, con yêu của mẹ xinh đẹp như một đóa hoa yêu kiều đúng lúc đó đức cũng bước vào nhìn thấy anh cô thoáng bất ngờ lại tỏ ra không quan tâm chỉ nhìn đứa bé ôm chặt vào lòng anh cô mua cháo em ăn đi cho nóng đức nói cái thằng này mày nói thế ai thèm ăn đổ ra bát bón cho con dâu của mẹ nhanh lên bà phú mang yêu cả linh và đức đều đỏ mặt nhưng đức cũng nghe lời đổ cháo ra bát cầm lên thổi cho bớt nóng rồi bón cho linh Cô thấy thế cũng không nỡ từ chối Hợp tác khá miệng ăn từng miếng cháo anh bón Thấy thế mẹ Linh nói thêm Không ai sướng như con đâu Đi sinh em bé mà chồng ở bên chăm từ đầu đến cuối Nó lo lắng cho con Tay con cứ nắm tay nó không buông Nên nó phải theo con vào phòng sinh để sinh cùng đấy Vừa nói bà vừa cười trêu chọc Thì ra là anh Thì ra vẫn là anh Là anh cho cô cảm giác được bảo vệ Được cảm thấy yên tâm và an toàn dù là lúc đau đớn nhất tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc, vẫn là anh ở bên để đồng hành cùng với cô, kéo cô trở về. Ở bệnh viện khoảng 2 ngày, Linh được xuất viện, trong khoảng thời gian đó, luôn là Đức chăm sóc cô. Cô cũng dần đón nhận tình cảm của anh, anh ngày ngày mua cho cô món ăn bổ dưỡng nhất, nói em không cần giảm cân, chỉ cần khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Đêm đến, anh cũng dành phần bế em bé, dỗ em bé ngủ để cô có thời gian nghỉ ngơi nhìn chồng và con đang ngủ say bên cạnh linh bỗng thấy hạnh phúc trào dâng nhìn họ thật giống nhau cô đi đẻ thuê sao linh thầm mắng yêu nhưng nghĩ đến mai an và đứa con trong bụng cô ấy cô làm sao có thể chấp nhận được đây anh vẫn không thừa nhận chuyện anh phản bội cô cũng không có lấy một lời giải thích nên cho dù anh có làm gì cô vẫn tỏ ra lạnh lùng hờ hững cô muốn chính miệng anh phải nói ra không thì tất cả đều là giả tạo. Thật bất ngờ, ngày trước không linh xuất viện, Mai An lại đến gặp cô. "Tôi có nghe bác gái nói về chuyện cô gặp nguy hiểm về sinh non, lời đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới cô. Thực ra tôi và Anh Đức không có bất kỳ một hành động nào phản bội cô, anh ấy chỉ đơn giản giúp đỡ tôi như một người bạn." Nói rồi, Mai An thuật lại chuyện của bản thân cho Linh nghe. "Tôi tìm đến Anh Đức không phải là vì tôi muốn giành lại anh ấy chỉ là tôi đã không còn biết nương nhờ vào ai và anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi thực ra nói tôi hết yêu anh ấy là nói dối nhưng cô đừng hiểu lầm tôi sẽ không xen chân vào mối quan hệ của hai người nhưng khi anh ấy quan tâm tôi tôi lại lầm tưởng đó còn là tình yêu tôi tham lam muốn cướp nó về lại bên mình tham lam nghĩ rằng những thứ là của mình thì sẽ mãi là của mình không nghĩ được có những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa từ nãy đến giờ linh vẫn im lặng không nói mai an lại tiếp lời anh đức chỉ đơn giản là thương hại tôi và muốn giúp tôi phải vũng lầy đó thôi anh luôn giữ khoảng cách mỗi khi gặp tôi luôn miệng nhắc tới cô và khen ngợi cô trước mặt tôi anh ấy rất chân quý cô ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nhắc về cô cô đừng hiểu lầm về cái ôm lúc đó tôi quá kiệt sức và đau đớn vì mất đi công ty anh ấy chỉ đỡ lấy và an ủi tôi thôi thật xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm ảnh hưởng đến cô và em bé còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người nữa tôi thực sự xin lỗi mong cô hiểu và thông cảm cho anh đức từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa giải quyết xong ly hôn và công ty tôi sẽ rời đi thật xa lúc này linh mới cất lời còn đứa bé trong bụng cô đứa bé sao cô biết chuyện đó cô nghĩ tôi là con ngốc sao mai an rốt cuộc cô đang mưu tính điều gì thực ra tôi đã từng có em bé nhưng mà em mất rồi tên khốn đó hành hạ tôi đến mức tôi không thể bảo vệ con của chính mình. Đó là con của tôi. Và tên hèn hạ kia không phải con của Đức. Hôm đó là Đức đưa tôi đi khám. Có lẽ trong tay anh ấy còn giữ kết quả siêu âm của tôi. Nghe đến đây, Linh không biết nên làm sao với người phụ nữ này. Cô ta đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Nghĩ đến hải đường đang nằm trong tay, cuối cùng cô cũng chấp nhận tin tưởng và tha thứ. Dù sao, ai cũng sẽ mắc sai lầm biết sai mà quay đầu thì vẫn còn cơ hội nhưng đức thì sao đây cô vẫn đức còn cơ hội không khi trong lòng cô vẫn còn khúc mắc với anh mà anh vẫn không chịu giải thích anh nghĩ hành động có thể che lấp đi tất cả sai lầm sao anh không ngoại tình nhưng cũng làm tổn thương mẹ con cô rất nhiều chẳng lẽ anh không nhìn ra sao về đến nhà linh còn bất ngờ hơn đức đã chuẩn bị riêng một phòng cho em bé đầy đủ đồ chơi, võng nôi, nhìn như một căn phòng của búp bê hay của công chúa trong cổ tích. Anh càng chiều cô hơn, không để cô phải làm gì, từ thay tã đến tắm giặt cho con, pha sữa cho con, anh đều làm hết. Thấy vợ vẫn còn chưa hồi phục hẳn, anh vẫn luôn giúp cô gội đầu, sấy tóc, vệ sinh cá nhân. Hai tháng sau, nghe lại từ bà phú mai an đã thành công ly hôn với tên khốn đó và đã lấy lại được công ty thậm chí còn tống được tên cặn bã kia vào tù vì gian lận kinh doanh và bạo hành tất cả nhờ sự giúp đỡ của đức và ông bà phú rất nhiều còn có cả sự âm thầm của linh nữa hôm đó mai an mang quà đến cảm ơn ông bà phú và tạm biệt mọi người cô sẽ sang nước ngoài một thời gian quản lý công ty từ xa cô cũng mua quà cho em bé chưa ra đời của Linh và Đức. Chúc gia đình của họ viên mãn mãi mãi. Chuyện gì bỏ qua được, thì hãy bỏ qua Linh nhé. Tôi tin là tình yêu giữa cô và Đức sẽ không dừng lại thế này. Linh mỉm cười, ôm lấy Mai An chào tạm biệt. Thực ra, tôi đã rất giận hai người và rất ghét cô, chẳng ai bao dung được khi thấy người là chồng mình, là cha của con mình thân thiết với người cũ. Tôi giận anh ấy là vậy, nhưng càng đáng giận khi anh ấy ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân Không cho tôi một lời giải thích rõ ràng Giờ cô nói vậy Thì chuyện này chỉ còn là vấn đề của tôi và Đức Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi Thực sự người buông bỏ là tôi Tôi không có quyền mưu cầu Được nhận hạnh phúc từ Đức nữa Cũng không có tư cách quay trở lại bên anh ấy Hy vọng hai người sẽ sớm quay trở lại như ban đầu Giờ cô tính thế nào Nếu cần giúp đỡ Cô cứ nói với tôi Nếu giúp được cô khỏi tên cặn bã đó Tôi sẽ giúp cô hết sức có thể Linh nói với Mai An giờ cô mới để ý kỹ ngoại hình của mai an quả thật là không thể không thương xót đóa hoa đã từng rất tỏa sáng này mai an trong trí nhớ của linh vừa thông minh sắc sảo vừa cuốn hút nổi bật quả thật đến cô cũng phải công nhận mai an rất hợp với đức cảm ơn cô tôi cũng không biết nữa mong là ông trời sẽ cho tôi thêm một cơ hội sống một cuộc đời mới linh nắm lấy tay mai an bất xác cô lại nhớ đến tấm ảnh chi mai chụp cho cô khi ấy chắc lúc đó đức cũng đang trong tình cảnh này thương đối phương đến nỗi không kiềm được mà muốn vỗ về trái tim đang tan chảy ấy thật may mắn ông trời thật có mắt mong là mai an sẽ tìm được một bến đỗ có thể bao bọc lấy vết thương của cô ấy cả đời này đừng để nó dỉ máu chảy mủ thêm lần nào nữa tối hôm đó đức chuẩn bị một bữa tối rất lãng mạn trên sân thượng chỉ có anh và cô anh tỉ mỉ chuẩn bị từng chiếc đèn nháy từng bông hoa trang trí chu toàn cả phần bày biện trên bàn ăn nhìn không khác gì một buổi tỏ tình thường thấy trên phim hàn quốc rượu vang và nến cũng như cái ngày cô dành tình yêu chuẩn bị bữa tối đầy lãng mạn và bất ngờ cho anh anh nắm tay cô nói với cô như chút hết nỗi lòng anh trong mấy tháng qua anh xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua làm em phiền lòng anh biết là suy nghĩ của anh ích kỷ anh đã biết mình sai rồi anh cứ nghĩ bản thân không để em hiểu lầm là được nên mới xấu em như thế anh sợ em buồn sẽ nghĩ ngợi linh tinh rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con không ngờ chính đó lại là sự ích kỷ chính nó khiến cho mối quan hệ này suýt đi vào đường cùng sau này dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ san sẻ với em, sẽ đồng hành cùng em chứ không một mình giải quyết nữa, mình chính thức làm hòa em nhé." Linh xúc động, nước mắt trực trào, không biết anh lôi từ đâu ra một bó hoa hồng to đùng, kèm theo một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, anh vòng tay đeo cho cô. "Mình yêu lại từ đầu vợ nhé." Quý vị và các bạn thân mến, sau bao nhiêu hiểu lầm cuộc sống của vợ chồng Linh và Đức đã quay trở lại yên bình. Mối tình sâu đậm 6 năm thanh xuân của Đức, suýt chút nữa thì lại trở thành cơn bão cuốn đi tình yêu chân thành của họ. Không thể nói cô người yêu cũ không mang bao nhiêu tâm cơ khi quay trở lại tìm người cũ, nhưng hạnh phúc thật sự là của hiện tại chứ không phải những gì đã trở thành quá khứ. Đức hiểu điều đó. Nhưng mà suýt chút nữa thì anh đã đánh rơi mất gia đình mình Không phải vì anh không đủ yêu thương mà chỉ bởi thiếu đi sự chia sẻ Đôi khi sự im lặng cũng trở thành con mọt đục khoét hạnh phúc gia đình Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chương trình. Hãy đăng ký kênh truyện, nhấn hình có chuông thông báo, like và chia sẻ các video truyện của kênh để ủng hộ Minh Ngọc và ekip của kênh các bạn nhé tạm biệt và hẹn gặp lại